trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn, toàn cảnh cuộc chiến tranh Việt Nam và những kế hoạch của người Mỹ trong cuộc chiến. bị thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, tổng thống Johnson đã phải dầu dĩ rút lui khỏi trường đua chính trị và bộ đôi Nixon và Agnew đã thắng cuộc. Thừa hưởng cái gia tài xâm lược ọp ẹp của Johnson, Nixon phải đi tiếp những nước cờ rối bời, tướng xa chệch choạc mà Johnson đã để lại. Với bộ tham mưu mới Nixon định bơ một sinh khí mới cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Nhưng Nixon cũng không thể bơi ngược được dòng nước xiết. Nixon phải thừa nhận một tình thế là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ ở Việt Nam đang đi vào con đường thất bại. Nixon không thể cưỡng được sự thật này và cũng phải đi theo con đường mà Johnson đã đi. Nixon không thể không đi theo con đường của Johnson vì không thể cưỡng được thực tế khách quan của chiến tranh. Nhưng chẳng lẽ Nixon lại hoàn toàn đi theo cung cách của Johnson? bộ mặt mới cần phải cớ một vài dáng điệu mới. Võ sĩ mới lên đài chưa bị những cú nốc ao nên thường dễ có thói ngông nghênh. Con đường mà Nixon đi tiếp theo con đường của Johnson là rút dần sự dính líu trực tiếp của quân Mỹ vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Chiến lược cuối cùng của Johnson là phi Mỹ hóa chiến tranh. Chiến lược mới của Nixon là Việt Nam hóa chiến tranh, thực chất là thay màu da của xác chết như đại sứ Mỹ Bân Cơ đã từng trân cháo giới thiệu, với đầy đủ tư cách của một tên lái buôn máu người man dợ. Việt Nam hóa chiến tranh là một thí điểm của học thuyết Nixon, một chiến lược toàn cầu mới xâm lược thế giới của đế quốc Mỹ. Nó là kết quả sinh ra từ sự thất bại của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Học thuyết Nixon là chiến lược toàn cầu thứ ba của đế quốc Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Chiến lược toàn cầu thứ nhất trong thời Eisenhower là trả đũa ồ ạt, một thứ chiến lược của sức mạnh. Chiến lược toàn cầu thứ hai trong thời Kennedy là phản ứng linh hoạt, một thứ chiến lược của sức mạnh giảm sút. Còn chiến lược toàn cầu thứ ba là học thuyết Nixon, một thứ chiến lược của sức mạnh đã suy yếu. Quá trình phát triển chiến lược toàn cầu của đế quốc Mỹ trải qua ba thời kỳ diễn biến như trên đã chứng tỏ con đường đi xuống của chính sách xâm lược toàn cầu của chúng. Vai trò sen đầm quốc tế của đế quốc Mỹ không thay đổi về mục tiêu, nhưng đã phải giảm bớt mức độ và phải thay đổi về hình thức. Tháng 7 năm 1969, ở đảo Guam trên Thái Bình Dương, Nixon chính thức tuyên bố chiến lược mới này của đế quốc Mỹ. Một tờ báo Mỹ đã viết như sau: Những cuộc xáo trộn ở Mỹ từ 1963 đã ảnh hưởng sâu xa đến các nơi khác trên thế giới, nơi Mỹ nay đang đóng một vai trò khác hẳn với chiến lược sau chiến tranh thế giới thứ hai mà Mỹ vẫn còn cố gắng thi hành trong 10 năm qua. Ngay cả sau cái chết của John Kennedy, tổng thống Mỹ bị ám sát ở Dallas ngày 22 tháng 11 năm 1963, thế giới vẫn còn tin vào lời hứa của ông trong bài diễn văn nhậm chức rằng Mỹ sẽ trả bất cứ giá nào chịu đựng bất cứ một gánh nặng nào đương đầu với bất cứ khó khăn nào yểm trợ bất cứ người bọn nào chống lại bất cứ một kẻ thù nào để bảo đảm sự sống còn và sự thành công của tự do thời gian đã đi qua mười năm sau lời lẽ của tổng thống nixon mang một giọng điệu khác nhiều ông nixon nói cái thời mà nước mỹ làm cho cuộc xung đột của mọi nước khác thành của mình hay khiến tương lai của mọi nước khác trở thành trách nhiệm của mình hay chỉ bảo nhân dân các nước khác phải làm sao giải quyết các vấn đề riêng của họ đã qua đi rồi các lý do của sự thay đổi này không phải là khó tìm kiếm lắm. Sức mạnh quân sự của người Mỹ và sự quyết tâm sử dụng sức mạnh ấy thì không ai nghi ngờ gì lắm trong 10 năm qua. Ngày nay, guồng máy chiến tranh của Mỹ vẫn còn khủng khiếp, nhưng ít nhà lãnh đạo ngoại quốc tin rằng nó còn có thể hay sẽ được sử dụng trở lại như là một lực lượng cảnh sát trên toàn cầu. Câu chuyện phòng thủ thế giới đã lên cao độ vào năm 1965 khi Tổng thống Johnson đưa quân đội Mỹ vào miền Nam Việt Nam để tham dự một trận chiến vì một nước khác. Trong đó hầu hết người Mỹ cùng chia sẻ sự tin tưởng rằng khả năng quân sự của Mỹ có thể đè bẹp cộng sản Việt Nam. Đằng sau sự giảm sút của Mỹ, 8 năm chiến tranh không thành công đã đưa người Mỹ đến chỗ thực tế, rõ ràng lực lượng cộng sản ở Việt Nam đã bị đánh giá dưới mức của nó. Tuy vậy sự giảm sút trong các tham vọng toàn cầu của Mỹ phần nhiều không là kết quả của sự không thành công ở Việt Nam mà là do những đổi thay về kinh tế, xã hội và chính trị xảy ra ở Mỹ và trên thế giới. Tác giả bài báo chỉ nói đúng một phần vì sao nước mỹ có sự xáo trộn về kinh tế xã hội và chính trị có phải nguyên nhân chính là do sự thất bại trong chiến tranh xâm lược việt nam không cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa ở việt nam hao người tốn của mất lòng dân đã làm cho nước mỹ bị suy yếu về kinh tế suy đổi về xã hội và rối ren về chính trị chính kế đó đã làm cho nhân dân mỹ suy nghĩ và làm cho nước mỹ bị chia rẽ về chính trị và bị suy yếu trên thế giới các giới cầm quyền mỹ đã phải nhìn vào thực tế và phải xét duyệt lại đường lối chính sách xâm lược toàn cầu của họ. Sự thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam mới là nguyên nhân chính trong sự thay đổi chiến lược toàn cầu của đế quốc Mỹ trong 10 năm qua. Học thuyết Nixon, chiến lược toàn cầu mới của đế quốc Mỹ, sinh ra trong sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam. Nó là một bước thụt lùi mới về chiến lược toàn cầu xâm lược thế giới của đế quốc Mỹ. Trong khi đế quốc Mỹ bị xa lầy và bị suy yếu trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam thì các nước xã hội chủ nghĩa vẫn ngày càng lớn mạnh. Các nước dân tộc cũng lớn mạnh lên và củng cố được nền độc lập của mình, các nước Tây Âu và Nhật Bản cũng phát triển và dần dần tách khỏi sự khống chế của Mỹ rồi tiến lên cạnh tranh với đế quốc Mỹ. Thế lực của đế quốc Mỹ bị suy yếu nặng nề trên thế giới. Đế quốc Mỹ không còn đủ sức để đóng vai trò sen đầm quốc tế như những năm 50 và 60 của thế kỷ này. Chiến lược toàn cầu mới xâm lược thế giới của đế quốc Mỹ, học thuyết Nixon, chính là được sinh đẻ ra trong những điều kiện và hoàn cảnh như thế học thuyết nixon là chủ trương chiến lược về việc đế quốc mỹ cùng chia sẻ trách nhiệm chia sẻ gánh nặng với các nước đồng minh của mỹ để bảo vệ thế giới tự do một danh từ mỹ miều che đậy cho âm mưu xâm lược thế giới và đàn áp phong trào cách mạng thế giới của đế quốc mỹ chiến lược chia sẻ trách nhiệm để xâm lược thế giới và đàn áp phong trào cách mạng thế giới tuy có làm giảm bớt vai trò của đế quốc mỹ nhưng vẫn phải dựa vào sức mạnh của mỹ sức mạnh là cái xương sống trong chiến lược của đế quốc mỹ Chiến lược chia sẻ trách nhiệm phải dựa trên sức mạnh. Sức mạnh của Đế quốc Mỹ trong thời Eisenhower là ở vào cái thế trả đũa ồ ạt. Sức mạnh của Đế quốc Mỹ trong thời Nixon phải chuyển sang thế ngăn đe. Học thuyết Nixon gồm nhiều nội dung do nhiều chủ trương chiến lược, nhiều thành phần chiến lược hợp thành, song nội dung cơ bản của nó là ngăn đe thực tế và chia sẻ trách nhiệm, ngoài ra nó còn một số nội dung phụ để bổ sung cho hai nội dung cơ bản trên. Đó là các nội dung như liên minh khu vực cân bằng lực lượng và thương lượng, hỏa hoãn trên thế mạnh. Giới cầm quyền Mỹ tung ra một không khí hòa bình hòng du ngủ thế giới. Chúng âm mưu chia rẽ các nước đối địch, làm suy yếu lực lượng cách mạng. Chúng tìm cách tranh thủ nước này, ve vãn nước khác, cô lập nước kia, uy hiếp nước nọ để tập trung sức đánh từng nước một, đánh kẻ thù nguy hiểm trước mắt của chúng và khi cần thì không ngần ngại thí bỏ cả bạn bè, tồi tớ. Thế nhưng học thuyết Nixon lại là sự thể hiện bước suy yếu của đế quốc Mỹ. Nước Mỹ ngày nay bị xa lầy và suy yếu trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam không thể một mình cáng đáng tất cả mọi mặt trong các cuộc chiến tranh xâm lược cục bộ, địa phương. Để giải quyết khó khăn đó, giới cầm quyền Mỹ đề xuất việc sử dụng viện trợ vật chất, chi viện hỏa lực không quân, hải quân và tham gia chỉ huy bằng các cố vấn đề tiếp sức cho những chính quyền tay sai đang lung lay trước sức tiến công của các lực lượng cách mạng. Trong khuôn khổ học thuyết Nixon, một công thức được đưa ra, hỏa lực Mỹ, lục quân bản xứ, việt nam hóa chiến tranh là học thuyết nixon được tiến hành ở việt nam việt nam là nơi thí điểm đầu tiên của học thuyết nixon tập đoàn nixon lên thay tập đoàn johnson một tập đoàn thống trị mới lên cầm quyền với một bộ tham mưu mới thường có nhiều tham vọng mới nhiều tham vọng lớn việt nam hóa chiến tranh tuy là một bước thụt lùi về chiến lược song nó mang tính chất gian xảo nguy hiểm không thể coi thường nội dung của Việt Nam hóa chiến tranh là xây dựng cho quân Ngụy Sài Gòn lớn mạnh lên để dần dần thay thế quân Mỹ, củng cố trận địa của quân Ngụy bằng bình định nông thôn, đánh bật cơ sở, lực lượng cách mạng ra khỏi những khu vực tranh chấp hoặc do chúng đang kiểm soát, và cuối cùng là đánh phá ác liệt căn cứ địa cách mạng cùng đường vận chuyển tiếp tế chiến lược làm cho lực lượng cách mạng bị kiệt quệ không còn sức tiến công, để cho chiến tranh cách mạng tàn lụi dần. Đây là một âm mưu rất thâm độc, bước đầu tiên của chiến lược việt nam hóa chiến tranh là tiến hành công tác bình định nông thôn đe chiếm dân và đánh bật cơ sở cách mạng ra khỏi nông thôn trên cơ sở chiếm được dân và củng cố được trận địa chúng sẽ có điều kiện để xây dựng lực lượng vũ trang rộng lớn chúng tổ chức một cơ quan chỉ đạo công tác bình định rất lớn với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và chi hàng tỷ đô la trong một năm chúng huy động toàn diện các biện pháp quân sự chính trị kinh tế văn hóa lấy biện pháp quân sự và kinh tế làm chủ yếu Chúng dùng biện pháp quân sự đàn áp, giết chóc nhân dân, đốt phá nhà cửa, cày ủi xóm làng để gom súc dân vào các trại tập trung, sống dưới sự kiểm soát của một chính quyền cảnh sát và mật thám. Ở các trại tập trung, chúng bắt buộc nhân dân phải cầm súng cho chúng, phải tham gia các tổ chức vũ trang phản động. Lực lượng vũ trang và nửa vũ trang được tổ chức một cách rộng rãi. Ở các ấp chiến lược, trại tập trung có tổ chức lực lượng nửa vũ trang là phòng vệ dân sự và lực lượng vũ trang ở CAP xã là dân vệ. Có xã, ấp có cả lực lượng bảo an ngoài lực lượng vũ trang và nửa vũ trang ra địch còn tổ chức thêm cả lực lượng cảnh sát mật vụ cảnh sát vũ trang chính quyền của địch là một chính quyền quân phiệt không có một lực lượng vũ trang mạnh không dựa vào sự đàn áp quân sự thì chính quyền phản động đó không thể tồn tại được lực lượng vũ trang là cột trụ của chính vườn địch đàn áp bắn giết là biện pháp chủ yếu của trật tự là lối sống của địch nhưng đàn áp cũng chưa đủ bảo đảm Địch còn dùng thêm biện pháp kinh tế. Chúng đốt phá nhà cửa, càn phá mùa màng ruộng rẫy rồi gom súc dân, bắt ép họ phải vào sống trong các khu tập trung và phát cho họ số gạo chết đói để sống trong vòng rào dây thép gai. Ở một số khu vực nằm sâu trong vùng kiểm soát của chúng, địch dùng kinh tế tạo ra một sự phồn vinh giả tạo. Những hàng công nghiệp thuộc loại tiêu dùng thừa ế của Nhật Bản, Tây Đức, Mỹ tràn vào miền Nam. Lương của nhân viên chính quyền ngụy, quân đội ngụy và bà con của chúng là do tiền Mỹ cũng như những người làm công cho các sở Mỹ và buôn bán với quân đội Mỹ và quân đội ngụy dùng số tiền của Mỹ để mua sắm các thứ hàng tiêu dùng đó. Trong những vùng Mỹ ngụy chiếm đóng, bên cạnh những hàng rào dây thép gai, đế quốc Mỹ còn dùng biện pháp kinh tế, vừa bần cùng hóa nhân dân, vừa tạo ra một thói quen tiêu dùng giả dạ tạo để trói buộc một số người dân vào trong vòng kiểm soát của chúng. Về chính trị, đế quốc Mỹ dùng mọi biện pháp để cột chặt người dân và sợi dây thống trị của chúng. Chúng buộc phần lớn các gia đình phải có con em, người thân tham gia vào chính quyền và quân đội ngụy. Chúng tạo ra một quan hệ xã hội hỗn loạn, phức tạp, gây ra một đảo lộn mới trong xã hội. Chúng bôi đen, bôi nhọ mọi người, với ý đồ cạo hết màu mỡ, làm cho miếng đất bị khô cằn đi và cách mạng không thể bén dễ được. Đi đôi với chủ trương nhuộm đen nhân dân, quân địch còn giáo giết tiến hành thanh lọc, triệt phá cơ sở cách mạng. Chúng lập ra rất nhiều tổ chức để tiến hành công tác này. Ngoài các công cụ chủ yếu là chính quyền, quân đội, cảnh sát, mật vụ chúng còn tổ chức ra các đội bình định phượng hoàng thiên nga để bổ trợ cho các biện pháp trên quân địch còn có một âm mưu lâu dài rất thâm độc đi vào bể sâu để quyến rũ lung lạc tư tưởng ý thức và tình cảm của con người chúng tuyên truyền và cho thi hành một thứ văn hóa suy đồi hòng làm mê muội con người làm trụy lạc thanh niên chúng âm mưu dùng phim ảnh ca nhạc sách báo khiêu dâm cao bồi làm món ăn tình cảm của thanh niên chúng định biến tiền tài ăn chơi Gái đi, giết chóc thành lẽ sống của thanh niên. Chúng mong biến thanh niên thành những tên trộm cắp, giết người, thành lính đánh thuê, không còn biết gì là nhân dân, là tổ quốc. Chúng mong phá sạch hết phẩm chất con người, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Với các biện pháp quân sự, kinh tế, chính trị và văn hóa như trên, chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ được thể hiện một cách rất điển hình ở miền Nam Việt Nam chủ nghĩa thực dân mới ở đây khác với chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc mỹ ở các nơi khác trên thế giới vì nó gắn liền với chiến tranh xâm lược của đế quốc mỹ đế quốc mỹ đã huy động toàn bộ lực lượng quân sự chính trị kinh tế và văn hóa của chúng nhằm đạt bằng được mục đích không một nơi nào trên thế giới mà đế quốc mỹ phải dùng tới hàng triệu quân mỹ ngụy chư hầu với hàng trăm tỷ đô la để tiến hành chủ nghĩa thực dân kiểu mới như ở đây Chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam là một thứ chủ nghĩa thực dân mới quân phiệt. Xây dựng lực lượng quân ngụy và bình định là mặt thứ nhất của Việt Nam hóa, đánh phá hậu phương của đối phương là mặt thứ hai của Việt Nam hóa. Đánh phá hậu phương của đối phương là một nhiệm vụ chiến lược cơ bản của quân Mỹ. Đến giai đoạn Việt Nam hóa chiến tranh, nhiệm vụ này vẫn được tiếp tục. Nixon với bộ tham mưu của y mới lên đại nên có vẻ hùng hổ lắm, nhưng sự hùng hổ này cũng chỉ có hạn. Sự hùng hổ trong thời kỳ Johnson là ở trong cao trào của cuộc chiến tranh xâm lược. Sự hùng hổ của Nixon là ở trong thoái trào của chiến tranh xâm lược. Nixon muốn làm cho Việt Nam hóa có tiếng vang hơn phi Mỹ hóa của Johnson. Trong việc đánh phá hậu phương căn cứ của đối phương, Nixon đã áp dụng thủ đoạn dùng không quân một cách mạnh mẽ hơn. Ngoài ra Nixon còn cố ý đổ lớn hơn, chủ trương sử dụng cả lục quân một cách có trọng điểm, có chọn lọc Nixon rất coi trọng việc triệt phá cơ sở vật chất, tiềm lực chiến tranh của đối phương. Muốn đánh phá hậu phương căn cứ địa của Cách mạng miền Nam, Nixon định dựa vào nước Lào và nước Campuchia, lấy đó làm hai mũi rùi thọc vào sau lưng căn cứ địa của Cách mạng miền Nam. Để thực hiện kế hoạch này, Nixon sử dụng tập trung lực lượng biệt kích đánh thuê vàng bao ở Lào, có máy bay Mỹ yểm trợ, đánh ra chiếm cánh đồng chum. Nhưng mặc dầu đã hai, ba lần đem ra thực hiện kế hoạch này vẫn đều bị thất bại thảm hại chẳng những bọn biệt kích vàng bao, lính đánh thuê của Mỹ, không mảy may chiếm được cánh đồng chum, mà ngược lại các xào huyệt lớn nhất của chúng ở Sản Thông, Long Trẹn lại bị quân giải phóng Lào tiến công mãnh liệt. Cuối cùng quân vàng bao phải co rúm lại chống đỡ ở ngay trong xào huyệt của chúng ngày càng bị thu hẹp lại. Thừa thắng, quân giải phóng Lào còn mở rộng thế tiến công của mình ra tới ngã Ba Sa La Phu Khun, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn, ngoài phạm vi cánh đồng chum, ở Hạ Lào bọn lính Lào đánh thuê của Mỹ cũng bị thua đau không kém. Quân giải phóng Lào đã giải phóng một vùng đất đai rộng lớn và phì nhiêu, một địa bàn chiến lược quan trọng, từ cao nguyên Boloven đến Sajavan và ra sát đường số 13. Lực lượng quân sự của Mỹ tuy to lớn, nhưng rõ ràng lục quân Mỹ không thể mở ra cùng một lúc nhiều chiến trường lục địa ở nhiều quốc gia châu Á được. Ngay ở trên lục địa Đông Dương, lục quân Mỹ đã thấy bị hạn chế, nhất là ở những nơi địa hình hiểm trở như nước Lào, đế quốc Mỹ chỉ dùng không quân, mà không quân thì không thể một mình quyết định được chiến tranh. Đòn đánh vào Campuchia là một đòn hiểm ác của Nixon. Đây là một mũi dùi lợi hại chọc thẳng vào đằng sau căn cứ địa quan trọng của cách mạng miền Nam. Nixon cho đấy là thế cờ rất hiểm, rất hay. Tháng 3 năm 1970, nhân lúc quốc trưởng Sihanouk ra nước ngoài, bọn Lon Non, tay sai của Mỹ đã làm đảo chính ở Campuchia, lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân campuchia đã nổi lên tiến công mãnh liệt bẻ lũ lon non tiêu diệt và đánh đổ chính quyền phản động ở những vùng nông thôn rộng lớn và ở một số thị xã thị trấn sau một đòn tiến công bất ngờ mạnh nhu vũ bão cả mỹ và tay sai đều trở tay không kịp quân địch đã bị tiêu diệt và quét sạch khỏi năm tỉnh ở miền đông bắc campuchia là Treng, Preah Vihear, mondonkizi và kazachie ở vùng nông thôn rộng lớn miền tây nam campuchia Quân địch cũng bị tiêu diệt và quét sạch. Chỉ trong vòng 2 tháng, tháng 4 và tháng 5 năm 1970, lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia đã giải phóng những đất đai rộng lớn và phì nhiêu gồm 5 thị xã, 5 tỉnh hoàn chỉnh và những vùng nông thôn rộng lớn khác. Với một số dân chiếm 70 đến 80% tổng số dân của nước Campuchia, chính quyền cách mạng được thành lập ở khắp vùng giải phóng từ xã, huyện, tỉnh đến trung ương, gây ra gió phải gặp bão để cứu nguy cho tên tay sai lon non đang trong cơn hoạn nạn đế quốc mỹ phải dùng không quân và lục quân mỹ cùng lục quân ngụy sài gòn đánh sang vùng biên giới miền đông campuchia giáp với biên giới miền nam việt nam nhưng quân mỹ cũng chỉ dám tiến sâu vào nội địa campuchia khoảng 20 đến 30 km chúng muốn tránh một cuộc xa lầy mới vì chúng đang bị bán thân bất toại trong cuộc xa lầy lớn ở miền nam việt nam đánh vào một vùng biên giới giữa hai nước việt nam và campuchia đế quốc mỹ nhằm hai mục đích vừa cứu lon non, lại vừa đánh phá cách mạng miền Nam Việt Nam. Vào cuối tháng 4 năm 1970, quân Mỹ mở một cuộc tiến công lớn. Chúng tập trung một lực lượng lớn gồm các sư đoàn 9, sư đoàn kỵ binh bay, sư đoàn 4 cùng các sư đoàn ngụy Sài Gòn, gồm 75 tiểu đoàn bộ binh, 17 tiểu đoàn thiết giáp, 22 tiểu đoàn pháo binh tổng cộng 65.000 tên, 20.000 Mỹ có sự chi viện của máy bay chiến thuật và chiến lược mở một cuộc tiến công năm mũi đánh sang các vùng đường số 2, số 4 Campuchia, vùng Mỏ Vẹt, vùng Lưới Câu, vùng Môn Đôn và vùng Zatanakin, trên trục đường 19 kéo dài và hai ven bờ nam bắc sông Poco. Để đối phó với âm mưu này và để phá tan cuộc tiến công của địch, lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia phối hợp với các lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam đã đánh bại những mũi thọc sâu của địch vào nội địa Campuchia. Sau vài chục ngày chiến đấu, quân Mỹ bị đánh thiệt hại nặng. Ở trên một số hướng, việc tiếp tế của quân Mỹ trở nên rất khó khăn và tốn phí vì không có đường xá vận chuyển. Nếu kéo dài cuộc chiến đấu thì quân Mỹ sẽ bị xa lầy hơn, sẽ bị thiệt hại nặng hơn và sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Với cuộc tiến quân của quân Mỹ sang vùng biên giới Campuchia, nước Mỹ rơi vào một sự sợ hãi mới. Nhân dân Mỹ, thanh niên Mỹ đã bị một sự sợ hãi lớn ở Việt Nam, nay lại trồng thêm một sự sợ hãi nữa ở Campuchia, làm cho Nixon cũng phải sợ hãi nốt. Cuối cùng, Đến giữa và cuối tháng 6 năm 1970, quân Mỹ phải rút hết khỏi Campuchia. Nixon chỉ còn để lại quân ngụy Sài Gòn chiến đấu trên đất Campuchia. Kết quả là quân Mỹ cũng không cứu được Lon Non. Các vùng giải phóng Campuchia vẫn được hoàn toàn giữ vững. Quân Mỹ đã bị thất bại, không chiếm đóng được vùng biên giới giữa hai nước Campuchia và Việt Nam. Chúng không phá vỡ được vùng căn cứ địa cách mạng, không giúp Lon Non sống sót lại được ở các tỉnh Đông Bắc Campuchia trái lại quân mỹ đã bị đánh thiệt hại nặng và cuối cùng phải rút khỏi vùng biên giới này một lần nữa lại chứng minh là lục quân mỹ không thể cùng một lúc mở ra được nhiều chiến trường quốc gia trên lục địa đông dương khu vực đông dương lục địa châu á không phải là miếng đất ngon lành cho lục quân mỹ nhiều nhà chiến lược mỹ cũng đã nêu ra kinh nghiệm đó đánh vào campuchia quân mỹ như chim trích lạc vào rừng xa căn cứ chính thiếu các tiện nghi sinh hoạt theo kiểu lính cậu quân mỹ thấy bơ vơ chán ngán tinh thần của chúng rất kém tại một khu vực ở miền nam việt nam tiếp giáp với biên giới campuchia quân mỹ biết có một cơ quan cách mạng không có người nhưng chúng cũng không dám tiến vào mà chỉ dùng máy bay và pháo binh bắn phá chúng gặp một tổ liên lạc của quân đội cách mạng cũng phải dừng lại không dám tiến đánh một quân y viện cách mạng cũng đánh lui hàng đại đội mỹ một xưởng dược quân y có vài chục nam nữ dược sĩ dược tá cũng đánh lui hàng đại đội địch bảo vệ được cơ sở một quân đội tinh thần kém như thế tất nhiên không thể đánh chiếm vùng căn cứ địa cách mạng được để đỡ đòn cho quân mỹ và để nâng đỡ một phần cho lon non khỏi cơn nguy khốn nixon phải để lại quân ngụy sài gòn chiến đấu ở vùng biên giới bọn này có chiếm được một vùng đất đai nhỏ gồm vài đoạn đường giao thông và một vài thị trấn nhỏ tung một số lượng lớn quân mỹ đánh vào vùng biên giới việt nam và campuchia nixon muốn mở một cuộc phản công lớn vào cách mạng miền nam việt nam và cách mạng campuchia song tình hình đã đảo ngược lại mọi dự toán của Nixon. Không những quân Mỹ không phá vã được, không chiếm lĩnh được khu căn cứ địa cách mạng mà vùng giải phóng của cách mạng lại được mở rộng, khu căn cứ địa lại được củng cố hơn. Gây ra cuộc đảo chính ở Campuchia, Nixon gặp một sự bất ngờ lớn. Nixon tưởng mình có thể đánh một đòn hiểm vào cách mạng Việt Nam. Nixon định biến nước Campuchia trung lập thành một nước tay sai của Mỹ, làm một mũi rủi thúc vào sau lưng cách mạng Việt Nam. Không ngờ chính Mỹ lại dẫn thân xa lầy tại Campuchia, mang thêm một gánh nặng nữa trong việc phải tiếp tay cho bè lũ Lon Non chống đỡ lại sức tiến công ngày càng mạnh mẽ của nhân dân cách mạng Campuchia. Đấu tranh chống bè lũ Mỹ Lon Non, lực lượng cách mạng Campuchia phát triển như vũ bão và đã giành được thắng lợi trong hơn một nửa nước, chính quyền cách mạng đã được thành lập ở các tỉnh, các thị xã, thị trấn quận lỵ và đã giải phóng được một vùng đất đai rộng lớn gồm năm tỉnh hoàn chỉnh liên hoàn với nhau thành một căn cứ địa rộng lớn và vững chắc. Ở đó chính quyền cách mạng trung ương đã được thành lập. Sau thất bại đau đớn trong cuộc phản công vào Campuchia, Nixon đã ngấm nhưng chưa thật thấm. Tuy bị thất bại ngày càng nặng, nhưng vì chưa bị tiêu diệt lớn và trận địa chưa bị phá vỡ, nên quân Mỹ vẫn còn có sức. Bộ chỉ huy Mỹ vẫn còn tham vọng lớn. Sau cuộc phản công của quân Mỹ vào Campuchia, ta càng thấy rõ âm mưu và thủ đoạn chiến lược của địch trong giai đoạn phòng ngự quân mỹ không thể tiêu diệt được quân giải phóng quân mỹ chỉ có thể hy vọng đánh phá hậu phương giải phóng hòng phá hủy làm tổn thất cơ sở vật chất và tiềm lực chiến tranh của lực lượng cách mạng chúng còn hòng gây ra sự rối loạn không ổn định trong hậu phương của quân ta và gây tác động tinh thần tâm lý trong quân đội và nhân dân miền nam với bản chất hiếu chiến và tàn bạo lại vừa mới nhảy lên vũ đài chính trị nixon có tham vọng lớn hơn johnson Ngoài việc dùng không quân đánh phá hậu phương của quân ta, Nixon còn dùng cả lục quân để đánh phá từng đòn, từng lúc, đánh phá có trọng điểm, có chọn lọc vào hậu phương giải phóng. Cuộc phản công lớn vào vùng biên giới Campuchia trong năm 1970 đã chứng minh điều đó. Sau cuộc phản công này, quân giải phóng phán đoán địch có thể tung ra một đòn phản công mới vào năm 1971. Là một nước đế quốc đầu sỏ, giàu mạnh, đế quốc Mỹ thường có những tham vọng lớn. Bản chất của chúng lại rất phản động, ngoan cố và xảo quyệt. Dù có bị lùi một bước nhưng chúng vẫn lại cố tiến lên. Tất nhiên khả năng và mức độ tiến của chúng được đến đâu thì lại còn do tác động của đối phương. Năm 1970, địch đánh vào vùng biên giới Campuchia không thành công và đã bị thất bại trong âm mưu chiến lược dùng Campuchia là một mũi rùi thúc vào sau lưng căn cứ địa của cách mạng miền Nam. Hỏng keo này bảy keo khác, chúng cho rằng khu vực đường chín. Nam Lào là một mũi rùi mới rất lợi hại có thể đánh xuyên cái dạ dày của cách mạng miền Nam. Đòn này cũng là một đòn lợi hại không kém gì đòn đánh vào vùng biên giới Campuchia. Tuy nhiên do bị thất bại quá đau tại Campuchia nên lần này Nixon đã đắn đo hơn. Nixon không sử dụng lục quân Mỹ mà chỉ sai lục quân Ngụy Sài Gòn đánh vào đường 9, Nam Lào. Những đơn vị sừng sỏ của quân Ngụy Sài Gòn được tung vào đây gồm 3 sư đoàn và một số trung đoàn như sư đoàn Dù, sư đoàn lính thủy đánh bộ, sư đoàn một bộ binh cùng với một số đơn vị thiết giáp, lục quân Mỹ không tham gia mũi xung kích mà chỉ đứng đằng sau bảo vệ tuyến xuất phát chiến dịch và làm chỗ dựa cho quân ngụy Sài Gòn. Tháng 2 năm 1971, quân ngụy Sài Gòn bắt đầu hành động dưới sự chi viện của không quân Mỹ và được sự bảo đảm cơ động bằng máy bay lên thẳng của Mỹ. Mũi đột kích chủ yếu của quân ngụy Sài Gòn là đột phá dọc theo đường số 9. Mục tiêu chiến dịch là Cpon các mũi đột kích thứ yếu là đột phá dọc hai bên sườn Nam và Bắc đường số 9 để yểm hộ cho mũi đột kích chủ yếu. Ngoài ra, chúng còn tổ chức các mũi yểm hộ nhỏ ở vòng ngoài, mở rộng diện tiến công ra xa ở hai bên sườn Nam và Bắc đường số 9. Đây là một chiến dịch tiến công với quy mô lớn nhất của quân ngụy Sài Gòn từ trước tới nay, dưới sự chi viện, yểm trợ hỏa lực và cơ động của quân Mỹ. Đây là một đòn có tính chất quyết định về mặt chiến lược của đế quốc Mỹ. Đoán biết được âm mưu ý đồ và hướng hành động của chúng. Quân Giải phóng Nhân dân Lào và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã cùng hiệp đồng triển khai mọi việc chuẩn bị bày thế trận để sẵn sàng diệt địch. Quân địch mở cuộc tiến công lớn nhưng thực tế là chúng đang lao đầu vào bẫy. Ngày 8 tháng 2 năm 1971, các mũi tiến công của địch cùng tiến hành đột phá trên bộ và trên không. Mũi đột phá chủ yếu của địch đánh dọc theo đường số 9 từ Hương Hóa tới Sê bằng các binh đoàn, binh chủng hợp thành bị đánh chặn quyết liệt đến mãi ngày 13 tháng 2 năm 1971, mũi đột phá chủ yếu của địch mới tiến dược tới Bản Đông. Các mũi tiến công yểm hộ ở hai bên sườn Nam và Bắc đường số 9 bằng đột phá đường không cũng bị ngăn chặn và bị đánh phá quyết liệt. Mũi nhọn của cánh Bắc bị bẻ gãy ngay ở điểm cao 650, 543 và 456. Trên điểm cao điểm 543, tiểu đoàn Dù Ba và ban chỉ huy Lữ Dù Ba đã bị tiêu diệt gọn và tên đại tá Lữ trưởng Lữ đoàn Dù Ba thuộc sư đoàn Dù bị bắt sống cùng với cả cơ quan tham mưu của hắn. Trên sườn Bắc, cánh quân biệt động tiến công yểm hộ sườn ở tuyến thứ hai của đội hình chiến dịch của địch cũng bị tiêu diệt một tiểu đoàn và chúng phải trùn lại. Mũi yểm hộ sườn trái của đội hình chiến dịch do hai trung đoàn của sư đoàn bộ binh một đánh chiếm khu vực điểm cao 550 và cô bốc làm bàn đạp thục ra khe gió và điểm cao 619. Chúng bị ta đánh thiệt hại nặng một trung đoàn và một trung đoàn bị bao vây khiến địch phải điều hai lữ đoàn 147, 258, sư đoàn Lính thủy đánh bộ từ phía sau ra thay sư đoàn bộ binh 1. Số phần của hai lữ đoàn Lính thủy đánh bộ cũng như hai trung đoàn của sư đoàn bộ binh 1 đã bị bao vây và đánh thiệt hại nặng trên các điểm cao 550, 544, 542. Tình hình đó đã buộc mũi tiến công chủ yếu của địch trên trục đường 9 sau khi tới bản Đông phải tạm thời chuyển sang phòng ngự đây là một nguy cơ cho cuộc tiến công của quân địch mũi tiến công chính sức mạnh nhất của cuộc tiến công động lực chính của toàn cuộc tiến công đã mất thế và mất sức cuộc tiến công có thể bị đánh bại vì cái xương sống của nó đã bị đánh mềm nhũn toàn bộ chính diện tiến công của địch đều bị đánh chặn và tốc độ tiến công phải chậm lại chiều sâu tiến công không đạt được như ý đồ còn nằm trong một đoạn nông cạn quân địch từ tiến công phải chuyển sang phòng ngự mục tiêu chiến dịch của địch chưa đạt được để lòe bịp thiên hạ và gỡ thể diện chính trị, địch cho đổ bộ hạ cánh đường không một bộ phận lực lượng xuống gần Sepol rồi vội vã rút chạy ngay và tuyên bố ầm ý rằng chúng đã đánh chiếm được Sepol. Qua giai đoạn đầu của chiến dịch, quân địch đã mất sức tiến công và phải chuyển sang phòng ngự. Chúng đã bị tiêu diệt gọn 4 tiểu đoàn và bị đánh thiệt hại nặng 3 lữ đoàn bộ binh, hai trung đoàn thiết giáp và trên 200 máy bay lên thẳng bị bắn rơi. Không bỏ lỡ thời cơ này, quân giải phóng từ phòng ngự Phản công liền chuyển nhanh sang tiến công. Do chính diện tiến công của địch không được phát triển ngang đều, chiều sâu tiến công bị so le, nên mũi tiến công chủ yếu của địch ở bản đông trở thành đột xuất, bị hở sườn, nhất là sườn trái ở phía nam đường số 9. Phát hiện được thời cơ và chỗ sơ hở đó của địch, quân giải phóng liền tiến vào bao vây cụm chủ yếu của địch ở bản đông. Trước nguy cơ cụm quân chủ yếu ở bản đông bị tiêu diệt, quân địch liền tung đội dự bị chiến dịch là sư đoàn bộ binh số một gia đánh chiếm điểm cao 273 Futapang ở phía nam bản Đông để yểm hộ sườn trái cho cụm quân chủ yếu này. địch đã sử dụng hết đội dự bị, lực lượng chiến dịch đã bị ném vào hết tuyến tác chiến và đang bị nguy khốn. trên tuyến chiến dịch, chúng không còn lực lượng để tổ chức đội dự bị mới, sức tiến công của chúng không còn nữa. trong phạm vi quân khu, địch chỉ còn hai sư đoàn đang phải chiến đấu ở các hướng Quảng Nam, Quảng Ngãi. ở các quân khu khác, chúng cũng đang bị tiến công trong phạm vi toàn miền Nam, địch có hai sư đoàn cơ động chiến lược, sư dù và lính thủy đánh bộ thì đã phải dốc vào chiến dịch này. Do đó chúng có cố gắng cũng không còn khả năng cơ động chiến lược nữa. Nắm được tình hình trên, quân giải phóng liền tung phần lớn lực lượng phòng ngự ở Sepol cùng lực lượng dự bị chiến dịch mở, đòn tiến công đánh vào trung đoàn số 1 thuộc sư đoàn bộ binh số 1 của quân ngụy Sài Gòn ở điểm cao 723. Trải qua mấy ngày chiến đấu, quân giải phóng đã tiêu diệt gọn trung đoàn này chiếm lĩnh hoàn toàn trận địa của địch trên điểm cao 723 và phát triển tiến công sang điểm cao 660, diệt gọn trung đoàn 2, thiếu, thuộc sư đoàn bộ binh 1 và phá vỡ vòng yểm hộ sườn nam của cụm bản đông. Đồng thời quân giải phóng cũng tiêu diệt lữ đoàn 147 lính thủy đánh bộ trên điểm cao 550 và đánh thiệt hại lữ đoàn 258 lính thủy đánh bộ trên dãy núi Cô Bốc, uy hiếp trực tiếp đoạn đường 9 từ Hương Hóa đến Lao Bảo thắng lợi này đã củng cố thêm thế trận bao vây bản đông và làm cho quân địch ở đây càng tăng thêm nguy cơ bị tiêu diệt. Trước sự uy hiếp nặng nề đó, quân địch đã giảm sút ý chí rất nhanh. Chúng buộc phải đi quá nhanh vào con đường 36 trước. Khi mới hùng hổ ra quân, chắc hẳn chúng không bao giờ nghĩ đến tình huống một lực lượng đông như thế, lại được hỏa lực Mỹ yểm trợ đến mức thừa mứa như thế lại phải đánh bài chuồn nhanh như thế chẳng biết Nixon có ra lệnh rút chạy cho tướng Mỹ A bờ giam và thiệu không hay là A bờ giam và thiệu không vâng lời quan thầy. Đêm 19 tháng 3 năm 1971, cụm quân bản đông mở đường máu tháo chạy về hương hóa. Các cánh quân khác cũng tháo chạy theo. Quân Giải phóng Nhân dân Lào hiệp đồng với quân Giải phóng miền Nam Việt Nam lập tức truy kích và diệt thêm một số quân địch. Riêng bốn trung đoàn xe tăng, xe bọc thép của địch thì bị tiêu diệt hết, không chạy thoát được chiếc nào. Các cánh tàn quân rút về tới Hương hóa được ít hôm thì rút hết cả về tuyến phòng ngự cơ bản trên đường số 1 từ Đông Hà tới Huế. Cuộc tháo chạy bán sống bán chết này đã được các báo Mỹ và vô tuyến truyền hình Mỹ phản ánh rõ nét qua những hình ảnh quân ngụy Sài Gòn bám càng máy bay lên thẳng Mỹ từ Nam Lào chạy về Hương hóa, Đông Hà. Thế là trong một thời gian ngắn, từ ngày 8 tháng 2 năm 1971 đến ngày 23 tháng 3 năm 1971, cuộc tiến công của quân địch đã bị thất bại hoàn toàn thất bại thảm hại của địch được thể hiện ở số lượng quân địch và số lượng đơn vị lớn của địch bị tiêu diệt. Tổng số quân địch bị tiêu diệt là 19.960 tên cùng 556 máy bay, có 505 máy bay lên thẳng, 528 xe tăng và xe bọc thép, 112 khẩu pháo. Các đơn vị của địch bị tiêu diệt là Lữ đoàn số 3 rủ, số 147 lính thủy đánh bộ, trung đoàn số 1 cùng các trung đoàn bọc thép số 4, 7, 11, 17. Ngoài ra, các trung đoàn, Lữ đoàn khác đều bị đánh thiệt hại nặng. Cây cú và khát nước dẫn tới liều lĩnh, Nixon đánh canh bạc mới lại bị thua đầu hơn trước. Đây là một đòn nặng dáng và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của chúng. Cuộc tiến công lớn của địch sử dụng một binh lực lớn và hỏa lực mạnh bị thất bại nhanh chóng là vì các cánh quân. Các mũi tiến công của chúng đều bị đánh thiệt hại nặng và bị tiêu diệt. Các thủ đoạn chiến dịch và chiến thuật của chúng đều bị đánh bại và tinh thần chiến đấu của chúng tỏ ra bạc nhược đó là nói về hướng tiến công chính của địch. Còn ở Tây Nguyên chúng cũng mở cuộc tiến công phối hợp vào vùng ba biên giới. Đội tiên phong của cuộc tiến công này là các đơn vị của Trung đoàn 42 thuộc Sư đoàn 22 và một số bộ phận của Liên đoàn Hai quân biệt động, lực lượng cơ động của quân khu 2. Chúng vừa mới mon men tới vùng núi Ngọc Tơ Ba ở phía Tây, Nam căn cứ Đắc Tô, Tân Cảnh thì bị chặn đánh ngay. Một tiểu đoàn của Trung đoàn 42 bị tiêu diệt ở điểm cao 935, sườn Tây dãy núi Ngọc Tơ Ba một tiểu đoàn khác cũng thuộc trung đoàn này bị đánh thiệt hại nặng ở sườn đông dãy Ngọc Tơ Ba. Một tiểu đoàn quân biệt động cũng bị đánh thiệt hại ở sườn tây điểm cao 935. Quân địch phải cho một đơn vị ra cứ điểm Pleikon, bên hết để đề phòng quân ta tiến công và đón số tàn quân chạy về tới đó. Cuộc tiến công phối hợp chiến trường của địch ra vùng ba biên giới còn đang trong giai đoạn triển khai thì đã bị đánh tan. Âm mưu của địch đã bị phá ngay từ trong thời kỳ còn trứng nước. Quân địch từ tiến công phải chuyển sang phòng ngự không bỏ lỡ thời cơ, quân ta từ phản công liền nhanh chóng chuyển sang tiến công. Đòn đột kích của quân ta nhằm vào cứ điểm Ngọc Dinh Dua, một cái chốt quan trọng nằm trên tuyến tiền duyên án ngữ vòng ngoài, bảo vệ cho tuyến phòng ngự cơ bản đắc tổ, tân cảnh. Cứ điểm Ngọc Dinh Dua là một căn cứ hỏa lực và cũng là một căn cứ trinh sát điện tử, do một tiểu đoàn quân địch đóng giữ. Quân giải phóng đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở cứ điểm này, tiêu diệt và đánh thiệt hại thêm một số tiểu đoàn thuộc sư đoàn 23 đến cứu viện. Thế là cuộc tiến công của quân đoàn 2 vào vùng 3 biên giới để phối hợp với đường 9, Nam Lào của địch cũng bị thất bại thảm hại. Ở miền Đông Nam Bộ và vùng biên giới Việt Nam, Campuchia, trên các khu vực Tây Ninh Ca Zek và Lộc Ninh Si Nun, quân địch không còn sức tiến công. Chúng hoàn toàn nằm ở thế phòng ngự. Nắm được chỗ yếu này của địch, quân giải phóng miền Nam Việt Nam và quân giải phóng Campuchia liền mở cuộc tiến công để phối hợp cùng với hướng đường 9, Nam Lào quân địch ở vùng biên giới này bị tiến công toàn diện trên tất cả các hướng từ tây ninh lộc ninh đến đồn điền cao su Xu suông trúc KZ và sinun đây là một tuyến vòng ngoài mỏng yếu và dễ bị cô lập lực lượng dự bị tại chiến trường cũng yếu và không có lực lượng dự bị chiến lược do đó sau một thời gian bị tiến công mạnh và liên tục chúng không có lực lượng ứng cứu nên bị thiệt hại nặng phải rút khỏi Sinun và một số khu vực thế là quân ngụy sài gòn ở vùng biên giới việt nam Campuchia này cũng bị một đòn đau, một thất bại nặng nề, gần giống như đòn thất bại thảm hại ở đường 9, Nam Lào. Ở đây chúng không còn đủ sức giữ được trận địa và phải co hẹp địa bàn của chúng lại. Điều đó chứng tỏ một sự thay đổi so sánh lực lượng, một sự chuyển biến về cục diện đã diễn ra ở khu vực này. Để phối hợp với các đòn tác chiến tập trung của chủ lực Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Quân giải phóng nhân dân Lào và Quân giải phóng Campuchia ở vùng đồng bằng miền Trung Trung Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long các đơn vị quân ta cũng mở các đợt tác chiến mạnh, diệt được nhiều địch, mở được nhiều mảng giải phóng, giam chân thu hút được một số lớn quân địch tại đó, khiến chúng không thể tập trung được lực lượng để cơ động đi ứng cứu cho đường 9, Nam Lào và Sinun, Lộc Ninh. Thất bại của quân ngụy Sài Gòn ở đường 9, Nam Lào và ở vùng biên giới Việt Nam, Campuchia, Lộc Ninh sinun là rất nghiêm trọng. Nó chứng tờ sự kém cỏi về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật của quân địch. Ở đường 9, Nam Lào, Quân địch bị thất bại trong tiến công. Ở Lộc Ninh, Sunun chúng bị thất bại trong phòng ngự. Thất bại của địch không phải xảy ra trong một cuộc tiến công nhỏ, tiến công thường mà là một cuộc phản công lớn có ý nghĩa chiến lược, với mục đích kiên quyết chiếm lĩnh lãnh thổ của đối phương, phá hủy cơ sở vật chất, hậu cần của đối phương, cắt đứt đường vận chuyển chiến lược của đối phương làm cho đối phương bị kiệt quệ rồi chết dần chết mòn. Mục tiêu đích lớn và hiểm ác đó hoàn toàn bị thất bại vậy nguyên nhân gì đã đưa quân địch đến sự thất bại trước hết về mặt chiến lược quân địch chọn mục tiêu tiến công và tuyến tiếp tế chiến lược của đối phương là một đòn đánh hiểm nhưng tham vọng của chúng quá lớn quân địch chọn hướng phản công chiến lược vào một nơi mà đối phương rất mạnh đó là một sai lầm về chiến lược về mặt chiến dịch chúng đã thiếu phần thận trọng và phạm phải tính chủ quan ỉ vào số quân đông và hỏa lực mạnh khả năng cơ động cao và sức đột kích của xe tăng chúng đã tiến công một cách ảo ạt với tốc độ cao, chiều sâu lớn, chính diện rộng trong một thời gian ngắn vào một nơi địa hình hiểm trở, hành động chiến dịch này làm cho đội hình chiến dịch của chúng bị rời rạc, lỏng lẻo, không dựa được vào nhau một cách chặt chẽ, các mũi, các cánh dễ bị cô lập. Khi bị đối phương quật lại mạnh mẽ thì đội hình chiến dịch của địch đâm ra rối loạn, gặp địa hình hiểm trở, lại gặp một đối thủ mạnh nên chỗ mạnh của địch không phát huy được và tỏ ra kém hiệu lực các binh đoàn bọc thép của địch chỉ hành động được một cách khó khăn theo dọc đường và hai bên ven gần trên trục đường chín. Máy bay lên thẳng của địch được huy động tới mức rất cao, nhưng lại vấp phải một lưới lửa dày đặc và chính xác của hàng trăm khẩu súng cao xạ các loại của đối phương. Pháo binh của địch tuy mạnh, nhưng lại không đối chọi được với pháo binh của đối phương. Tình hình trên đây đã chứng tỏ sự kém cỏi của địch về mặt chiến dịch. Về mặt chiến thuật và chiến đấu thì quân địch lại càng kém cỏi hơn. Chiến đấu là cơ sở của chiến thuật, chiến dịch và chiến lược chiến lược và chiến dịch chỉ đạo chiến thuật và chiến đấu nhưng chiến thuật và chiến đấu lại thực hiện nhiệm vụ chiến dịch và chiến lược quân địch có nhiều vật chất phương tiện và cũng có một ít kỹ năng nhưng tinh thần chiến đấu của chúng rất kém do đó trình độ chiến đấu của chúng cũng kém chiến đấu kém tất phải dẫn đến chiến thuật kém mà chiến thuật kém thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ chiến dịch những chiến thuật cơ bản của địch đều đã không thành công chiến thuật đóng chốt trên điểm cao cấp tiểu đoàn với công sự giã chiến tương đối vững chắc dưới sự yểm hộ của hỏa lực không quân và pháo binh bị thất bại. Chiến thuật đóng chốt trên điểm cao, cấp trung đoàn, cũng bị thất bại nốt. Đây là chiến thuật chủ yếu của địch. Chiến thuật chủ yếu bị thất bại sẽ kéo theo thất bại của tất cả các thứ chiến thuật khác, chứng tỏ thất bại của toàn bộ sự hợp thành chiến thuật của địch. Chiến thuật đột kích bằng vỏ thép cũng bị bẹp rúm trước bức tường đồng và trước những mũi rùi kim cương của đối phương. Chiến thuật hạ cánh đường không, một điều kiện quan trọng cho sự hình thành chiến thuật nhảy cóc, đóng chốt sâu vào phía sau của đối phương nhất là ở địa hình rừng núi cũng bị thất bại chiến thuật căn cứ hỏa lực một nhân tố không thể thiếu được của tác chiến hợp đồng binh chủng cũng bị thất bại nặng chiến thuật chi viện bằng không quân quả chùy thép cũng kém tác dụng vì sự kém cỏi của các chiến thuật khác trong thất bại của sức mạnh chiến đấu thì sức mạnh của hạ cánh đường không của mũi dùi thép và của hỏa lực pháo binh là bị thất bại nặng nề nhất thất bại về từng thứ chiến thuật của địch đã phơi bày thất bại của toàn bộ chiến thuật hợp thành của chúng và thất bại về chiến thuật tất phải dẫn đến thất bại về chiến dịch. Đó là những nguyên nhân vì sao cuộc phản công chiến lược quy mô lớn của địch vào đường 9, Nam Lào đã bị thất bại. Còn thất bại của địch ở Sinun, Lộc Ninh thì có tính chất như thế nào? Về quy mô, phạm vi và tầm chiến lược thì thất bại của địch ở Sinun, Lộc Ninh không lớn bằng thất bại ở đường 9, Nam Lào nhưng nói về tính chất của sự vận động của chiến tranh về hình thái chiến tranh và thế trận chiến lược thì nó cũng có ý nghĩa lớn vì ở đây thế trận của địch đã bị phá vỡ và chúng đã phải co hẹp địa bàn lãnh thổ lại ở đây lần đầu tiên một tuyến phòng ngự của địch đã bị phá vỡ và bị đánh chiếm tuy nó là một tuyến tiền duyên điều này chứng tỏ quân địch không còn khả năng giữ được lãnh thổ của chúng ở vòng ngoài xa xôi và cũng không còn khả năng phản kích để chiếm lại do đó phải nhường cho đối phương tiến công không thắng lợi hoặc bị thất bại nặng phải co về phòng ngự thì hình thái cơ bản không có gì thay đổi lớn song nếu như phòng ngự không giữ được trận địa lãnh thổ bị mất bị chiến thì hình thái bắt đầu có sự thay đổi đây là đứng về mặt lý luận mà nói về thực tế thì còn phải nghiên cứu cụ thể hơn phải nghiên cứu một bước về mặt sinh lực xem lực lượng bị tiêu diệt nhiều hay ít lực lượng đó quan trọng hay không quan trọng ở đường chín nam lào quân địch bị tiêu diệt một sinh lực địch rất quan trọng có thể làm nghiêng cán cân về so sánh lực lượng. Sinh lực là một vấn đề cơ bản và chủ yếu của chiến tranh. Giá trị thắng lợi ở đường 9, Nam Lào là ở chỗ đó. Giá trị về tiêu diệt sinh lực ở đường 9, Nam Lào còn là tiêu diệt được những tập đoàn lớn của địch bao gồm những đơn vị cơ động chiến lược, những đơn vị tinh nhuệ nhất của địch. Nó chứng tỏ trình độ đánh tiêu diệt của các lực lượng vũ trang cách mạng đã có một chất lượng mới, một bước phát triển mới. Ở Sinun, Lục Ninh, sinh lực của địch bị tiêu diệt không quan trọng bằng đường chín nam lào vấn đề xin lộc ninh là vấn đề trận địa lãnh thổ vấn đề một tuyến phòng ngự giá trị của nó lại ở một mặt khác dĩ nhiên như trên đã nói tuyến phòng ngự của địch ở đây không phải là một tuyến quan trọng cơ bản chủ yếu tuyến này bị phá vỡ bị mất bị chiếm lĩnh cũng chưa tác động nhiều và gây ra đảo lộn trong thế trận chung hình thái chung của địch ở đây thế trận của địch mới bị phá vỡ một khâu nhỏ vẫn còn giữ được tính vững chắc của thế trận chung hình thái chung phía ta cũng chỉ mới phá vỡ được một thế trận nhỏ của địch một tuyến phòng ngự tiền duyên xa ngoài cung của địch do đó ý nghĩa thực tiễn về phá vỡ phòng ngự của địch cũng có hạn tuy nhiên thắng lợi đó cũng mở ra một vấn đề mới gây được một mầm mống mới trong sự vận động và phát triển của chiến tranh đưa cuộc chiến tranh phát triển lên một bước mới bước phát triển theo đúng phương hướng của giai đoạn tiến công chiến lược giai đoạn đánh vào tuyến phòng ngự của địch phá vỡ phòng ngự của địch, giải phóng đất đai, một bước phát triển cao của chiến tranh. Qua chiến cục năm 1971, quân địch đã bị suy yếu một bước nghiêm trọng. Các âm mưu, ý đồ chiến lược của địch đã bị thất bại hoàn toàn. Những thủ đoạn, phương pháp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật của địch cũng đã không đứng vững, không phát huy được hết tác dụng của nó và đã bị một bước thất bại. Đây là một điều rất quan trọng, rất cơ bản. Âm mưu, ý đồ chiến lược có thực hiện được hay không là do các thủ đoạn Phương pháp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật có thành công hay không? Các thứ này không thành công thì âm mưu, ý đồ cùng không thực hiện được. Các thủ đoạn cơ bản về tiến công và phòng ngự đều thất bại sẽ đặt ra một tiền đề cho sự chuyển biến chiến tranh sau này. Thất bại trong năm 1971 của địch đánh dấu thất bại nghiêm trọng của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon. Thắng lợi của quân dân ba nước Đông Dương trong năm 1971 đã tạo ra so sánh lực lượng mới có lợi cho phía cách mạng thắng lợi đó đã tạo ra một thời cơ chiến lược mới cho quân dân ba nước Đông Dương tiếp tục tiến lên đánh đòn chiến lược mới to lớn hơn, giành thắng lợi to lớn hơn, đưa cuộc chiến tranh cách mạng phát triển lên một bước mới có ý nghĩa chiến lược quyết định hơn. Thất bại nặng nề của địch trong năm 1971 đã tạo ra một sự chuyển biến về chiến lược trong chiến tranh, nhưng cũng chưa phải là lớn lắm. Địch đã bị suy yếu về thế, song quân của chúng còn đông, lực của chúng còn tương đối mạnh. Nước Mỹ có bị suy yếu nhưng tiềm lực chiến tranh của nó vẫn còn dồi dào. Sau thất bại năm 1971, quân địch đã thực sự đi vào thế phòng ngự. Thất bại của địch trong năm 1971 có hai điều có ý nghĩa về mặt chiến lược. Thứ nhất là quân địch đã bị tiêu diệt những đơn vị tương đối lớn cỡ trung đoàn, lữ đoàn. Những đơn vị trung đoàn, lữ đoàn đó lại thuộc các binh đoàn cơ động chiến lược tinh nhuệ nhất. Ở chiến trường Việt Nam, trung đoàn, lữ đoàn thông thường là đơn vị chiến thuật cấp cao, là thành phần cơ bản của chiến dịch trung đoàn và lữ đoàn thường đảm nhiệm một cánh hoặc một mũi của chiến dịch một trung đoàn hoặc vài trung đoàn bị tiêu diệt thì chiến dịch có thể bị đánh bại các chiến dịch nhỏ và vừa thông thường do cấp sư đoàn hoặc sư đoàn tăng cường đảm nhiệm gồm hai hoặc ba trung đoàn lữ đoàn cũng có khi bốn hoặc năm trung đoàn lữ đoàn trong trường hợp này cấp trung đoàn lữ đoàn là đơn vị chiến thuật cấp cao và là thành phần cơ bản để tổ chức chiến dịch trong một số trường hợp khác các chiến dịch lớn hơn do cấp quân đoàn đảm nhiệm, gồm vài ba sư đoàn thì lúc này sư đoàn lại là đơn vị chiến thuật cấp cao và là thành phần cơ bản của chiến dịch. Năm 1971, các đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn của địch bị tiêu diệt đã đánh dấu một bước chuyển biến mới về sự suy sụp trong khả năng tiến công của địch, đã đặt ra một tiền đề về xu hướng chuyển vào phòng ngự chiến lược trong chiến tranh. Ý nghĩa thứ hai về thất bại của địch trong năm 1971 là sự báo hiệu về khả năng đổ vỡ trong phòng ngự tuyến phòng ngự vành ngoài xa của địch đã bị phá vỡ khả năng và thủ đoạn phòng ngự chung của địch đã bị lung lay quân địch tiến công xa không được và phòng ngự xa cũng không xong đó là hai chuyển biến mới và lớn trong chiến tranh những chuyển biến này sẽ dẫn tới sự thay đổi quan trọng về thế và lực trong chiến tranh sẽ có thể dẫn tới khả năng thay đổi một hình thái mới trong chiến tranh Thất bại trong năm 1971 của địch là một thất bại bước đầu của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và học thuyết Nixon ở Đông Dương. Thất bại đó đã đưa cuộc chiến tranh xâm lược đi vào đúng quy. Sau thất bại mùa xuân năm 1971, quân địch phải dành cả thời gian năm 1971 để củng cố, hồi phục lại lực lượng. Sau thắng lợi mùa xuân năm 1971, quân giải phóng tích cực tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc tiến công lớn trong năm 1972. Nắm được tình hình quân địch không còn khả năng tiến công và đã phải chuyển vào phòng ngự trên toàn chiến trường, quân giải phóng chuyển sang mở một cuộc tiến công chiến lược lớn vào mùa xuân hè 1972. Cuộc tiến công này nhằm tiêu diệt một số đơn vị lớn của địch, phá vỡ một số tuyến phòng ngự cơ bản của chúng, giải phóng đất đai, giải phóng nhân dân, giành lấy thế tiến công chiến lược về tay quân giải phóng, đẩy quân địch lún sâu hơn nữa vào thế phòng ngự bị động. Đạt được mục đích đó, ta sẽ đẩy quân địch đi xuống một bước thất bại nghiêm trọng hơn, làm cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh bị thất bại một bước nặng nề hơn, tạo ra một cục diện mới, một bước ngoặt trong chiến tranh, đưa cuộc cách mạng tiến lên những bước phát triển mới. Năm 1972, quân Ngụy Sài Gòn bị suy yếu một bước tương đối nặng nề. Cũng trong năm này, ở Mỹ có cuộc bầu cử tổng thống mới. Vấn đề giải quyết chiến tranh ở Việt Nam vẫn là nước cờ chính trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa hai đảng Cộng hòa và dân chủ tiếp tục rút quân Mỹ, giảm nhẹ gánh nặng chiến tranh của nước Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam để lừa bịp dân Mỹ là một thế cờ mạnh của Nixon. Xong, lục quân Mỹ tiếp tục rút khỏi Việt Nam và hạn chế tới mức tối thiểu trong việc dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh tất làm cho quân Ngụy đã yếu lại càng thêm yếu, tuy không quân và hải quân Mỹ còn tham gia ở mức độ quan trọng. Tình hình trên đây làm cho quân Ngụy không những không còn khả năng tiến công mà khả năng phòng ngự cũng khó có thể vững chắc. Đó là điều kiện thuận lợi là thời cơ chiến lược cho quân và dân miền Nam trong năm 1972. Đứng trước thời cơ chiến lược đó, cuộc tiến công chiến lược lớn của quân dân miền Nam được mở ra trên toàn chiến trường. Trong thế phòng ngự trên toàn chiến trường, quân địch rất coi trọng hướng trị thiên, nhưng chúng lại phán đoán đối phương có thể mở hướng tiến công chủ yếu ở chiến trường Tây Nguyên. Ở trị thiên, chúng sử dụng hai sư đoàn bộ binh số 1, số 3 và sư đoàn lính thủy đánh bộ, 14 tiểu đoàn pháo binh và 3 trung đoàn thiết giáp để tiến hành phòng ngự. Ngoài ra, địch còn có trung đoàn bộ binh độc lập số 51 và một liên đoàn biệt động quân. Ở Tây Nguyên, quân địch có sư đoàn 23 và sư đoàn 22 thiếu cùng 3 trung đoàn thiết giáp và liên đoàn biệt động quân số 2. Ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, quân địch có 3 sư đoàn bộ binh số 5, số 25, số 18 cùng 21 chi đoàn thiết giáp và 4 liên đoàn biệt động quân. Ở các chiến trường khác, quân địch không có gì thay đổi quan trọng. và khoảng tháng 1 và tháng 2 năm 1972, thấy quân giải phóng tiến hành chuẩn bị chiến trường và cơ động lực lượng, quân địch càng tin rằng hướng tiến công chủ yếu của đối phương là ở Tây Nguyên. Để đối phó với tình huống đó, quân địch đã điều một lữ đoàn của sư đoàn dù lên Tây Nguyên để tăng cường cho quân đoàn 2. Đó là một xử trí tương đối hợp lý về mặt chiến lược. Vì sao quân địch chỉ mới điều động có một lữ đoàn cơ động lên Tây Nguyên? mặc dầu chúng đã xác định bước đầu hướng phòng ngự chủ yếu và đã có quyết tâm đầu tiên về việc phải tăng cường tổ chức phòng ngự trên hướng phòng ngự ấy vì đó mới chỉ là quyết tâm bước đầu chiến sự chưa thật sự xảy ra ý đồ của đối phương chưa được xác định một cách thật rõ ràng lực lượng dự bị chiến lược nắm trong tay bộ chỉ huy quân ngụy sài gòn chỉ có một sư đoàn và một lữ đoàn nếu tung ra hết cả thì chúng chỉ còn tay không hơn nữa quân ngụy sài gòn lại có ưu thế về cơ động chúng có thể điều động lực lượng dự bị một cách nhanh chóng dễ dàng quân giải phóng và quân ngụy sài gòn đều giáo diết chuẩn bị để bước vào cuộc chiến đấu gay go quyết liệt quân địch giáo diết chuẩn bị phòng ngự quân giải phóng khẩn trương và tích cực chuẩn bị tiến công để củng cố phòng ngự và để tăng cường tính vững chắc của phòng ngự quân địch đã sử dụng lực lượng dự bị chiến lược ra tuyến trước đảm nhiệm thê đội một phòng ngự lữ đoàn dù tăng cường cho chiến trường tây nguyên được đưa ra tổ chức một tuyến phòng ngự lâm thời ngăn chặn từ xa, vượt qua tuyến phòng ngự của sư đoàn 23, tiến ra chiếm lĩnh giấy cao điểm ở phía tây sông Poco từ phía nam điểm cao Ngọc Bơ Biêng đến điểm cao Chư Cô Tông và tổ chức tuyến phòng ngự ngăn chặn từ xa ở khu vực đó. Ở chiến trường Trị Thiên, Lữ đoàn 147 lính thủy đánh bộ ngụy cũng đảm nhiệm phòng ngự trên tuyến Tiền Duyên, phía nam tuyến phòng ngự của Trung đoàn 56. Sử dụng lực lượng dự bị chiến lược làm thay đổi một phòng ngự là một điều dở của quân địch điều này chứng tỏ bộ chỉ huy quân ngụy không tin ở sức chiến đấu của các sư đoàn chủ lực của các quân đoàn lực lượng dự bị chiến lược được đưa ra phía trước một khi đã bị tiêu diệt hoặc bị đánh tan thì trong tay bộ tư lệnh chiến dịch không còn một quả đấm mạnh để đối phó với các tình huống hiểm nghèo lực lượng dự bị ở tuyến trước bị tiêu diệt hoặc bị đánh tan thì các tuyến ở phía sau và toàn bộ đội hình toàn bộ thế trận có thể bị sụp đổ đó vừa là cái giờ của địch và cũng lại vừa là cái yếu của địch chúng tưởng rằng đưa lực lượng hùng hậu tinh nhuệ ra phòng ngự ngăn chặn ở phía trước từ xa thì có thể bảo đảm được tính vững chắc của phòng ngự, bảo vệ được trận địa, bảo vệ được đất đai của chúng. Còn quân giải phóng thì lại cho rằng đó là một dịp tốt để ta có điều kiện tiêu diệt lực lượng mạnh nhất của địch một cách dễ dàng hơn, rồi nhanh chóng tiêu diệt các lực lượng khác của địch và nhanh chóng phá vỡ tuyến phòng ngự của địch. Vào tháng 2 và tháng 3 năm 1972, hai bên đều giáo diết tiến hành các công tác chuẩn bị và cơ động lực lượng. Quân giải phóng chuẩn bị tiến công, quân địch chuẩn bị phòng ngự. Quân giải phóng tiến hành chuẩn bị cho cuộc tiến công lớn hiệp đồng binh chủng một cách rầm rộ, thế mà quân địch vẫn không dám tiến hành phản chuẩn bị, dù rằng các lực lượng dự bị chiến lược của chúng đã tiến ra phía trước. Rõ ràng quân địch đã ở vào tư thế phòng ngự. Do đó, quân giải phóng đã tiến hành công tác chuẩn bị được thuận lợi theo như kế hoạch. Ngày 30 tháng 3 năm 1972, cuộc tiến công chiến lược lớn của quân giải phóng bắt đầu những viên đạn đại bác các cỡ đã bay vút ra khỏi nòng pháo, chút vào đầu quân thủ, mở đầu cho cuộc tiến công lớn này trên khắp mọi chiến trường. Các hướng tiến công lớn của quân giải phóng diễn ra ở chiến trường Trị Thiên, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Các chiến trường khác là hướng phối hợp, đều cùng tiến hành đồng loạt tiến công. Ở chiến trường Trị Thiên, cuộc tiến công của quân giải phóng nổ ra mạnh mẽ nhất. Ở đây, chỉ trong năm, 6 ngày, toàn bộ tuyến phòng ngự vòng ngoài của địch chạy dọc theo sườn Bắc Đường 9, ở phía bắc Đông Hà đến phía tây Cam lộ gồm 15 cứ điểm công sự vững chắc từ điểm cao 554 đến Do Linh, Cam lộ đã bị đập nát. Đây là tuyến phòng ngự vững chắc nhất của địch ở chiến trường trị thiên và cũng là tuyến phòng ngự vững chắc nhất của toàn miền Nam. Nó là tuyến phòng ngự mắc Nam cũ của quân Mỹ. Trên tuyến phòng ngự này, trung đoàn số 56, 57, lữ đoàn số 147 và hai trung đoàn thiết giáp về cơ bản đã bị tiêu diệt toàn bộ tuyến phòng ngự tiền duyên của địch bị phá vỡ, cánh cửa đi vào tuyến phòng ngự cơ bản của địch ở Đông Hà, Quảng Trị đã mở toang trên các hướng. Hai khu trung tâm phòng ngự của địch ở Đông Hà và Quảng Trị bị uy hiếp nặng nề. Không bỏ 15 thời cơ và không cho quân địch có thời gian củng cố phòng ngự, quân giải phóng liền mở ngay cuộc tiến công tiếp sau vào tuyến phòng ngự cơ bản của chúng. Mục tiêu chủ yếu nhằm đánh vào hai cụm phòng ngự mạnh của địch ở Đông Hà và Quảng Trị trong tập đoàn phía Bắc của địch ở chiến trường Trị Thiên mà cơ quan chỉ huy của nó là sở chỉ huy sư đoàn ba bộ binh quân ngụy ở Ái Tử. Quân giải phóng chia làm bốn cánh tiến công đánh vào Đông Hà và Quảng Trị. Cánh thứ nhất đánh vào phía Đông Đông Hà và Quảng Trị. Cánh thứ hai đánh vào phía Bắc Đông Hà. Cánh thứ ba đánh vào phía Tây Đông Hà và Quảng Trị. Cánh thứ tư đánh vào phía Nam Quảng Trị. Trong bốn cánh này thì cánh đánh vào phía Tây Đông Hà và Quảng Trị là cánh chủ yếu và mũi đánh vào sở chỉ huy sư đoàn 3 là mũi đột kích chủ yếu cánh đánh vào phía nam quảng trị là cánh bao vây chia cắt tập đoàn quảng trị với hậu tuyến của địch ở thừa thiên cánh phía đông đông hà quảng trị là cánh vu hồi chiến dịch sau khi bị tiêu diệt và bị mất tuyến phòng ngự tiền duyên tập đoàn quảng trị tập đoàn bắc trị thiên của địch đã bị suy yếu nghiêm trọng chúng co đội hình lại và đưa lực lượng phía trong ra tổ chức thành ba cụm phòng ngự đông hà ái tử và lao vang quảng trị các đơn vị còn lại của tập đoàn này gồm sư đoàn bộ binh số 3 thiếu Ba liên đoàn biệt động quân lữ 147 lính thủy đánh bộ và các trung đoàn bọc thép số 2017, 11, 18 cùng bảy tiểu đoàn pháo binh để chi viện hỏa lực cho tập đoàn này chiến đấu. Quân địch đã sử dụng sư đoàn không quân của quân đoàn 1 Ngụy và các đơn vị thuộc tập đoàn không quân số 7 Mỹ, các đơn vị máy bay ném bom chiến lược B52 cùng các pháo hạm của hạm đội 7 Mỹ. Sau một thời gian chuẩn bị ngắn, quân giải phóng đã nhanh chóng cơ động lực lượng hình thành thế trận bao vây tập đoàn Quảng Trị các binh đoàn binh chủng hợp thành của quân giải phóng gồm các đơn vị bộ binh xe tăng pháo binh pháo cao xạ và tên lửa phòng không mở những đòn đột kích mạnh mẽ tiến công vào các cụm đông hà và ái tử đồng thời chia cắt quân địch giữa quảng trị và thừa thiên ngăn chặn không cho thay đội hai chiến dịch và chiến lược của địch từ thừa thiên phản công ra quảng trị cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt quân giải phóng đã phát triển vào chiều sâu chiến dịch để tiến hành một trận quyết chiến chiến dịch của chiến dịch đầu trong chiến cục tiến công xuân hè trên hướng chiến lược chủ yếu này khi đã phát hiện ra hướng tiến công chủ yếu của quân giải phóng bộ chỉ huy quân viễn trinh mỹ ở đông dương và bộ chỉ huy quân mỹ ở thái bình dương liên tập trung phần lớn không quân và hải quân mỹ để chi viện hỏa lực cho quân ngụy với hỏa lực của không quân và hải quân bộ chỉ huy quân mỹ hy vọng sẽ chặn đứng được cuộc tiến công của quân giải phóng hỏng cứu cho quân ngụy khỏi bị tiêu diệt và tan vỡ. Với khí thế rời non lấp biển, với lòng dũng cảm vô song, với trí thông minh tuyệt vời và nghệ thuật tài giỏi, quân giải phóng đã vượt qua những làn bom đạn dày đặc của máy bay B-52 và lưới lửa pháo binh dày đặc của các chiến hạm Mỹ, mạnh mẽ tiến tới trận địa của địch. Lưới lửa phòng không có hiệu lực của quân giải phóng đã yểm hộ cho đội hình chiến đấu rất có hiệu quả. Hỏa lực pháo binh của quân giải phóng đã chế áp được các trận địa pháo binh và xe tăng, phá hủy công sự sát thương nặng nề sinh lực làm rối loạn chỉ huy của địch và chi viện đắc lực cho các binh đoàn bộ binh và xe tăng của quân ta đột phá vào tuyến phòng ngự của địch bộ đội công binh và bộ đội vận tải đã mở đường và tiếp tế cho các binh đoàn binh chủng hợp thành của quân giải phóng chiến đấu và phát triển tiến công được thuận lợi kịp thời bộ đội địa phương và dân quân du kích phối hợp với các binh đoàn chủ lực đã tác chiến ở đằng sau lưng địch tiêu diệt nhỏ và tiêu hao rộng rãi quân địch gây cho chúng một số khó khăn với sức mạnh tổng hợp trên, ngày 27 tháng 4 năm 1972 và ngày 30 tháng 4 năm 1972, quân giải phóng đã đột phá vào trận địa phòng ngự của địch, tiêu diệt và chiếm lĩnh được các cụm đông hà và ái tử. Một đội tiên phong nhỏ của quân giải phóng đã dũng cảm nhanh chóng tiến đánh cầu Quảng Trị. Tập đoàn Bắc Trị Thiên của địch đã cơ bản bị tiêu diệt. Thế trận Bắc Trị Thiên của địch cơ bản đã bị phá vỡ. Sức chống cự của địch cơ bản đã bị đập tan, trước nguy cơ bị tiêu diệt quân địch ở quảng trị đã bỏ vị trí chiến đấu của mình vội vã tháo chạy về phía nam theo hướng mỹ tránh thuộc tỉnh thừa thiên quân giải phóng liền nhanh chóng đánh chiếm thị xã quảng trị và truy kích quân địch tỉnh quảng trị hoàn toàn được giải phóng quân giải phóng tiến tới giáp giới phía bắc tỉnh thừa thiên ngụy quân và ngụy quyền trong thành phố huế sống trong những giờ phút hãi hùng và trở nên vô cùng hỗn loạn trong chiến dịch này quân giải phóng đã tiêu diệt tập đoàn Bắc Trị Thiên của địch gồm sư đoàn 3 bộ binh cùng với hai liên đoàn biệt động, 3 trung đoàn số 256, 57, các trung đoàn thiết giáp số 20, 17, 11 và 5 chi đoàn khác, 14 tiểu đoàn pháo binh đánh thiệt hại nặng lữ đoàn 147 và liên đoàn 1 biệt động, tiêu diệt và làm tan giã 5 liên đội, 56 đại đội và 162 trung đội bảo an, dân vệ. Tình thế thật nguy kịch. Bộ chỉ huy của tướng Mỹ A Bờ Giam phải vội vã điều các lữ đoàn của sư đoàn dù ngụy từ chiến trường Tây Nguyên và chiến trường miền Đông Nam Bộ về cứu nguy cho tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn từ 30 tháng 3 năm 1972 đến 2 tháng 5 năm 1972, một tập đoàn binh lực lớn của địch chiếm giữ một phòng tuyến mạnh nhất Đông Dương đã bị tiêu diệt và đập tàn. Quân địch có số quân đông, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao và lại có công sự vững chắc nhưng tại sao chúng lại thua nhanh thua nặng như thế nguyên nhân cũng dễ hiểu đó là vì tinh thần chiến đấu của chúng rất kém và chỉ huy của chúng tôi nhưng thế cũng chưa đủ ta phải tìm thêm nguyên nhân ở đối phương của địch với nghệ thuật quân sự tài giỏi bộ chỉ huy quân giải phóng đã làm cho quân địch phải phân tán đối phó ở khắp các chiến trường miền nam ở ngay chiến trường trị thiên quân địch cũng phải phân tán đối phó vì cuộc tiến công đồng loạt trên các hướng của đối phương sức cơ động cao của địch đã bị hạn chế vào lúc ban đầu trên toàn chiến trường cũng như ở ngay tại chiến trường này địch có hỏa lực mạnh nhưng hỏa lực của quân giải phóng cũng không phải là kém quân giải phóng lại biết tập trung hỏa lực vào trọng điểm và vào các mục tiêu định tiến công để đánh tiêu diệt đồng thời lại biết dành ưu thế về lực lượng ưu thế về chủ động và ưu thế về bất ngờ lúc ban đầu để đánh đòn đột nhiên mãnh liệt cả về binh lực và hỏa lực trên một chính diện rộng ở toàn tuyến phòng ngự của địch kết hợp với những mũi tiến công hiểm thọc sâu đánh vào cạnh sườn và sau lưng trận địa phòng ngự địch, làm cho địch hoang mang rối loạn ngay từ đầu, không có cách gì xoay sở, đối phó được. Địch có công sự vững chắc, nhưng quân giải phóng lại tiến công bằng bộ đội binh chủng hợp thành có sức đột kích tổng hợp mạnh của bộ binh, pháo binh và xe tăng. Điều quan trọng hơn nữa là quân giải phóng có tinh thần cao và có nghệ thuật chỉ huy giỏi. Quân giải phóng đã tập trung lực lượng đánh vào hai bên sườn của địch, đánh vào chỗ yếu của địch trên chỗ yếu đó lại tập trung lực lượng đánh thật mạnh, đánh đòn quyết định vào nơi hiểm. Các điểm phòng ngự hiểm yếu của địch ở hướng bên sườn bị đánh đòn khủng khiếp thì toàn bộ đội hình, thế trận phòng ngự của địch sẽ bị tan vỡ một cách nhanh chóng. Các mũi dao sắc chọc sườn vô cùng lợi hại. Để phối hợp với chiến trường trị thiên, ở các mặt trận khác quân giải phóng cũng đồng loạt mở các đòn tiến công mạnh mẽ, nhịp nhàng. Ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, các binh đoàn chủ lực của quân giải phóng mở một chính diện tiến công rộng lớn từ tỉnh Tây Ninh đến tỉnh Bình Long và Phước Long, chiều sâu tiến công từ Lộc Ninh đến Trơn Thành, Lai Khê. Quân địch phòng giữ trên địa bàn này gồm các sư đoàn số 5, 18, 25, các liên đoàn biệt động quân số 4, 5, 6, 333, các trung đoàn thiết giáp số 1, 10, 15, 18, 6 và 8 tiểu đoàn biên phòng được tăng cường hai lữ đoàn dù và một lữ đoàn lính thủy đánh bộ thuộc lực lượng tổng dự bị chiến lược. Thế trận phòng ngự của chúng được tổ chức thành các tuyến ngang và các tuyến dọc như sau. Tuyến tiền duyên chạy dọc theo biên giới Việt Nam, Campuchia từ Sa Mát qua Cà Tùm, Tống Lê Trân đến Bù Đốc. Tuyến cơ bản chạy từ thị xã Tây Ninh qua thị xã An Lộc đến thị xã Sông Bé. Giữa tuyến tiền duyên đến tuyến cơ bản có tuyến trung gian. Sau tuyến cơ bản là các tuyến hậu phương trận địa phòng ngự của địch không hình thành trận tuyến kiểu phòng tuyến kiểu chiến hào liên tục hoặc chiến hào đứt đoạn nó do các cứ điểm phòng ngự liên kết với nhau hình thành tuyến phòng ngự đứt đoạn quân giải phóng miền nam việt nam đã phân tích một cách khoa học và biện chứng thế trận của địch tìm ra hệ thống tổ chức thế trận và thành phần cấu tạo thế trận của chúng tìm ra chỗ mạnh chỗ yếu của chúng và vận dụng cách đánh một cách rất lợi hại thông thường thế trận phòng ngự là ở thế chiều ngang nhưng do thế trận phòng ngự của địch là tuyến đứt đoạn nên nó cũng lại có thế chiều dọc, và như thế là do cả hai chiều ngang và dọc hình thành. Ở đây thế chiều dọc lại là cốt cán của thế chiều ngang. Hai thế chiều dọc có tác dụng như hai đường gân chính của toàn bộ thế trận là tuyến phòng ngự chạy dọc theo đường số 13 từ Lộc Ninh qua An Lộc, Trơn Thành đến Lai Khê, và tuyến đường 22 chạy từ Thiện Ngôn qua trại Bí đến thị xã Tây Ninh phá vỡ được hai tuyến phòng ngự chính chạy dọc theo hai con đường này thì toàn bộ thế trận của địch ở trên địa bàn hai tỉnh Bình Long và Tây Ninh sẽ bị phá vỡ. Phân tích được các đầu mối quan trọng của thế trận địch, quân giải phóng đã tập trung lực lượng phá vỡ các đầu mối quan trọng đó. Thế trận tiến công của quân giải phóng là thế trận kết hợp đánh cả vào chiều ngang phòng ngự và chiều dọc phòng ngự của địch, nhưng tập trung lực lượng đánh vào một thế trận phòng ngự cốt cán là tuyến đường 11, từ Lộc Ninh đến Trân Thành do có cách đánh độc đáo nên quân giải phóng mới vượt qua tuyến phòng ngự chiều ngang để thọc vào chiều sâu phòng ngự và đánh vào chiều dọc tuyến phòng ngự cốt cán của địch. Đánh ngay được vào chiều sâu phòng ngự, đập nát và đập gãy được tuyến phòng ngự dọc cốt cán của thế trận phòng ngự của địch thì toàn bộ thế trận của địch sẽ bị tan vỡ. Điểm đúng kế huyệt chính thì toàn bộ quân địch sẽ bị tê liệt. Đó là một nghệ thuật chỉ huy. Quân giải phóng đã thực hành đột phá trên một chính diện rộng từ thiện môn đến bù đốp mở một số cửa chiến dịch mà cửa chính là lộc ninh để đưa đội hình tiến công vào chiều sâu phòng ngự của địch ở hướng tiến công chính quân giải phóng vận dụng cách đánh kết hợp đột phá chính diện với bao vây chia cắt cô lập vây hãm thế đội một chiến dịch của địch từ lộc ninh đến an lộc để tiêu diệt chúng quân giải phóng đã thực hành tác chiến theo đúng thế trận và cách đánh đã đột phá thành công mở được cửa chiến dịch ở lộc ninh tiêu diệt nhanh chóng cụm quân địch phòng ngự ở đây và giải phóng thị trấn lộc ninh ở hai bên sườn hướng lộc ninh quân giải phóng cũng tiến công vào tuyến phòng ngự tiền duyên của địch tiêu diệt và chiếm lĩnh các cứ điểm thiện ngôn bù đốp giải phóng một vùng đất đai rộng lớn bảo đảm vững chắc và yểm hộ cho hướng tiến công chủ yếu của ta ở lộc ninh phát triển tiến công đánh sâu vào trận địa của địch sau khi đã nhanh chóng tiêu diệt cụm phòng ngự tiền duyên mạnh của địch ở lộc ninh quân giải phóng liền phát triển tiến công vào an lộc để hiệp đồng với mũi tiến công từ lộc ninh vào an lộc quân giải phóng đã cài sẵn một thế trận chia cắt, bao vây An Lộc. Thế trận này được triển khai từ phía nam An Lộc đến chân thành trên đường số 13. Quân giải phóng đã tiêu diệt quân địch cùng các cứ điểm phòng ngự của chúng trên dọc đường, chiếm lĩnh và hoàn toàn làm chủ đoạn đường đó, thực hiện vây hãm hoàn toàn thị xã An Lộc. Để cứu nguy, giải tỏa cho An Lộc bấy giờ đã bị vây hãm, Bộ Chỉ huy Quân đoàn 3 của địch tung thê đội hai ra phản kích rất quyết liệt, nhưng chúng không đột phá được trận địa của đối phương không mở thông được đường, không giải tỏa được cho An Lộc. Vây hãm được quân địch ở An Lộc rồi, quân giải phóng liền từ Lộc Ninh tiến đánh An Lộc. Quân địch ở đây đã bị tiêu diệt gần hết, số còn lại cố gắng giữ được khu cố thủ. Trước nguy cơ mất An Lộc, Bộ Tổng chỉ huy quân địch liền sử dụng một bộ phận quân dù, lực lượng dự bị chiến lược, đổ bộ hạ cánh xuống gần An Lộc để yểm hộ cho cuộc chiến đấu phòng ngự ở đó, đồng thời có một mũi tiến ra đường số 13 để yểm hộ cho cuộc phản kích giải tỏa ở đây dựa vào ưu thế không quân, vào máy bay lên thẳng, địch đã tăng được thêm quân, tăng được tiếp tế vật chất nên chúng đã cứu nguy được cho An Lộc. Mặc dù thế, quân địch ở An Lộc vẫn bị vây hãm, vẫn bị tiêu hao và vẫn ở trong thế phòng ngự bị động chống đỡ. Cuộc phản kích với cố gắng rất lớn mở thông đường 13, giải tỏa cho An Lộc vẫn không thành công. Quân địch đã gặp khó khăn và tổn phí rất nhiều để duy trì cuộc sống cho cụm quân ở An Lộc bằng tiếp tế đường không. Thế trận vây hãm cắt đường của quân giải phóng thật là kỳ diệu. Quân giải phóng đã dựng lên cả một bức tường thép bằng tinh thần, ý chí và tài nghệ chiến đấu trên đường số 13. Cho nên dù đã dùng cả một lực lượng hùng hậu gồm sư đoàn dù, sư đoàn 21, 25 cùng hai trung đoàn thiết giáp, được sự chi viện của hàng trạm máy bay chiến đấu ném bom và máy bay B-52, chút xuống đoạn đường này hàng vạn tấn bom đạn, quân địch cũng đành phải chịu bó tay. Với một lực lượng lớn như thế, với một số bom đạn nhiều như thế, dòng dã trong 10 tháng trời chiến đấu, mọi cố gắng và mọi mưu kế của địch đều trở nên vô ích. Quân ta vẫn vây hãm An Lộc, cắt đường số 13 cho tới khi Hiệp định Paris được ký kết. Trên hướng này, quân giải phóng đã tiêu diệt 76.570 tên địch, gồm 5 chiến đoàn, 16 tiểu đoàn cùng hàng chục đại đội bộ binh khác 3 thiết đoàn, 15 pháo đội, đánh thiệt hại nặng 8 sở chỉ huy cấp sư đoàn, lữ đoàn, tiểu khu, 6 chiến đoàn trung đoàn, lữ đoàn, 23 tiểu đoàn bộ binh 4 chi đoàn thiết giáp, phá hủy hàng chục kho quân sự. Trên cơ sở tiêu diệt một số lớn quân địch, tiêu diệt các đơn vị cốt cán của địch trong phòng ngự, quân giải phóng đã giải phóng một vùng đất đai thuộc ba tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Phước Long và một phần tỉnh Thủ Dầu Một, với chiều dài khoảng 260 km từ Ô Răng đến Tà Pang Dơ Bon, với chiều sâu khoảng 100 km từ Thiện Ngôn, Sa Mát, Lộc Ninh, Bù Đốp đến phía Bắc Sài Gòn. Ở chiến trường Tây Nguyên, cuộc tiến công của quân giải phóng cũng diễn ra mạnh mẽ. Như trên đã nói, địch cho rằng đòn tiến công chiến lược chủ yếu, hướng tiến công chủ yếu của quân giải phóng đã diễn ra ở đây. Chúng vội vã điều một lữ đoàn dù, rồi đến hai lữ đoàn dù lên tăng cường cho quân đoàn 2 ở chiến trường Tây Nguyên. Để kịp thời đối phó, hòng chặn đứng cuộc tiến công của quân giải phóng, lữ đoàn dù đã cập dập tiến ra phía trước để tổ chức tuyến phòng ngự ngăn chặn từ xa. Ở chiến trường Tây Nguyên, quân đoàn 2 có sư đoàn bộ binh số 23 và sư đoàn bộ binh số 22 thiếu, cùng liên đoàn hai quân biệt động, lực lượng cơ động của quân đoàn. Ngoài ra chúng còn một chục tiểu đoàn biệt động biên phòng, lực lượng biệt kích mũ nổi xanh cũ của quân Mỹ, cùng một số lượng đại đội, tiểu đoàn, liên đội quân bảo an tương đối đông. Về binh chủng, chúng có hơn 3 trung đoàn bọc thép, 10 tiểu đoàn pháo binh và một trung đoàn không quân. Binh lực của chúng được bố trí như sau. Sư đoàn 23 và Liên đoàn 2 quân biệt động phụ trách phòng ngự từ thị xã Pleiku, đường số 19, đường số 14 cho đến thị xã Con Tum. Sư đoàn 22 thiếu phụ trách phòng ngự ở khu vực thị trấn Tân Cảnh và sân bay Đắc -tô. Lữ đoàn dù số 2 phụ trách phòng ngự trên dãy điểm cao phía tây sông Poco, từ điểm cao 1015 đến điểm cao 966, đoạn giữa điểm cao Ngọc Bơ Biêng và cứ điểm Glen quân địch cho rằng hướng tiến công chủ yếu của quân giải phóng sẽ từ phía Tây đánh vào Đắc Tô, Tân Cảnh, đường 14 và thị xã Con Tum. Do đó, địch đã tổ chức một tuyến phòng ngự vòng ngoài ở phía Tây đường 14, Tây Đắc Tô, Tân Cảnh, Tây thị xã Con Tum từ Play Cần, bến hét đến điểm cao Ngọc Dinh Dua, Ngọc Bơ Biêng, điểm cao 1015, điểm cao 1049, 966 đến cứ điểm Cơ Len. Quân địch triển khai thế trận phòng ngự về cơ bản đúng như phán đoán của quân giải phóng nắm được thủ đoạn và quy luật tác chiến của địch biết được tính nết của chúng là chủ quan hám ăn rất dễ bắt mồi và dễ bị sai khiến nên quân giải phóng đã nhử được chúng ra vòng ngoài tuyến phòng ngự cơ bản của chúng để tiêu diệt đồng thời ta còn tiến hành chia cắt vây hãm các cụm phòng ngự trong tập đoàn phòng ngự của địch rồi tiến công đột phá vào các cụm phòng ngự đó để tiêu diệt và phá vỡ thế trận phòng ngự của địch từ thị xã pleiku qua thị xã con tum đến thị trấn tân cảnh thế trận của địch là một thế trận chiều dọc có một chiều sâu mỏng hoặc không có chiếu sâu. Ở từng khu vực trọng điểm như trung tâm phòng ngự con tum, địch tổ chức một vài tuyến phòng ngự vòng ngoài, có chiều ngang và chiều sâu mỏng. Riêng ở thị trấn Tân Cảnh, một trung tâm phòng ngự mạnh thì tổ chức phòng ngự của địch có sâu, dày và vững chắc hơn. Từ phía nam thị xã Con Tum đến phía bắc thị xã Pleiku, tuyến phòng ngự cơ bản của địch không được che chở. Quân địch chỉ tổ chức tuyến phòng ngự vòng ngoài ở phía tây đường 14 từ thị trấn Tân Cảnh đến thị xã Pleiku, bảo đảm cho trận địa phòng ngự của địch có chiều sâu ở trên khu vực đó, như thế là hợp với logic quân sự tư sản. Cũng với quan điểm quân sự tư sản, chúng không thể phân tích được cách đánh cách mạng độc đáo của quân giải phóng, do đó tuyến phòng ngự cơ bản của chúng bị bỏ hở, không được che chở ở phía đông. Trong khi nghiên cứu, phân tích thế trận và cách đánh của địch, quân giải phóng đã phát hiện ra chỗ sơ hở chỗ yếu nguy hiểm đó của địch về hình thái thế trận của địch ta đã đứng ở góc độ các chiều của thế trận mà nghiên cứu phân tích tìm ra các đường tuyến cấu thành thế trận của địch và đường tuyến nào là đường tuyến cơ bản của thế trận ta đánh vào đường tuyến nào đảo lộn rực góc cạnh nào cắt được cái nút nào thì toàn bộ thế trận của địch sẽ bị siêu vẹo lung lay và đổ vỡ ta đã tìm ra chiều ngang và chiều dọc trong thế trận của địch và thấy rằng chiều dọc thế trận của địch là cái giường cột cho toàn bộ thế trận của địch đây là một nhược điểm lớn trong toàn bộ thế trận của địch, cũng là một sự bắt buộc đối với địch vì chúng phải chịu sự tác động của quy luật chiến tranh nhân dân của ta. Thế trận chiều dọc bị đánh nháo, bị đập nát thì toàn bộ thế trận của địch sẽ bị lung lay hoặc bị phá vỡ. Do nhận thức như vậy, quân giải phóng đã đánh vào toàn bộ chiều dọc của tuyến đường 14, ở cả phía tây và phía đông con đường, từ thị trấn Tân Cảnh đến yếu khu Võ Định, chạy qua thị xã Con Tum đến phía bắc thị xã Pleiku, trừ một đoạn ngắn phía tây sông Poco ở Tây Bắc thị xã Con Tum, quân giải phóng phải đột phá một tuyến phòng ngự chiều ngang rồi mới liên tục đột phá chiều sâu vào đường 14. Quân địch không ngờ được rằng đối phương lại có thể đưa hàng trung đoàn, sư đoàn, có cả xe tăng sang phía đông đường 14, đông Tân Cảnh và Võ Định. Kế hoạch tiến công của quân giải phóng đã sẵn sàng. Quân địch phải bị động giải sư đoàn 23 ra đối phó với quân giải phóng trong giai đoạn đánh nhỏ, giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch ở trên đường 14 và đường 19 chúng ném lữ đoàn dù hai ra tổ chức tuyến phòng ngự ngăn chặn vòng ngoài ở dãy điểm cao từ 1015 đến 1049 và 966 vào đúng thế trận của quân giải phóng. Thế là thời cơ tiêu diệt lữ đoàn này đã tới. Tiếp đó, địch điều thêm lữ đoàn dù số 3 từ Sài Gòn ra võ định làm lực lượng dự bị, điều liên đoàn 6 quân biệt động từ Nam Bộ ra tăng cường phòng giữ thị xã Con Tum. Hai bên ta, địch đều đã triển khai lực lượng bố trí thế trận và sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt cùng ngày giờ với cuộc tiến công đồng loạt trên toàn chiến trường, quân giải phóng ở mặt trận Tây Nguyên cũng mở đầu cuộc tiến công đánh vào tiểu đoàn dù số 7 chiếm giữ điểm cao 1049. Tiểu đoàn này bị đánh thiệt hại nặng. Kế tiếp sau đó, mũi tiến công của quân giải phóng chuyển sang đánh vào tiểu đoàn dù số 11 chiếm giữ điểm cao 1015. Tiểu đoàn này bị tiêu diệt gọn. Bộ chỉ huy quân địch liền tung lực lượng dự bị và lữ đoàn dù 3 ra phản kích, một tiểu đoàn của lữ đoàn dù này bị đánh thiệt hại nặng và sở chỉ huy lữ đoàn ở Võ Định cũng bị đánh những đòn đau. Số tàn quân của hai lữ đoàn dù phải rút bỏ một số điểm cao còn lại, tháo chạy khỏi bờ phía tây sông Poco, lui về giữ tuyến phòng ngự cơ bản trên đường số 14, từ Võ Định về đến thị xã Con Tum. Quân giải phóng Tây Nguyên đã hoàn thành trận then chốt thứ nhất của chiến dịch. Tuyến phòng ngự ngăn chặn vòng ngoài ở phía tây bắc thị xã Con Tum của địch đã bị phá vỡ, cánh cửa chiến địch phía tây đường 14 đã được mở toang. Quân dù, lực lượng tinh nhuệ nhát, mạnh nhất của địch đã bị đánh sụn xương sông. Thế trận của địch đã bị lung lay mạnh và đã có phần bị rối loạn. Thời cơ tiến đánh vào tuyến phòng ngự cơ bản của địch, tiến công các khu trung tâm phòng ngự của địch, tiêu diệt các cụm phòng ngự trong tập đoàn phòng ngự của địch, thời cơ của những trận quyết chiến, chiến dịch đã đến. Quân giải phóng nhằm vào cụm phía bắc của tập đoàn Con Tum để mở đòn tiến công thứ nhất. Cụm này do sư đoàn 22 thiếu được tăng cường hai tiểu đoàn bộ binh, một trung đoàn thiết giáp và ba tiểu đoàn pháo binh tổ chức thành phòng ngự ở thị trấn Tân Cảnh và sân bay Đắc Tô 2. Đây là một cụm đột xuất, bị cô lập, dễ bị bao vây, chia cắt, dễ bị vây hãm. Để vây hãm chặt sư đoàn 22 ở Đắc Tô, Tân Cảnh, bảo đảm cho quân ta tự do hành động, bảo đảm cho cuộc tiến công được thuận lợi, quân giải phóng đã tiến hành hai tầng chia cắt, tầng thứ nhất cắt đứt đường 14 từ Võ Định đến Tân Cảnh. Tầng thứ hai cắt đứt đường 14 từ Bắc thị xã Pleiku đến Nam thị xã Con Tum. Ngoài ra, bộ đội địa phương và dân quân du kích còn tổ chức một tuyến đánh ngăn chặn, tiêu hao trên đường số 19 từ phía Tây thị xã Quy Nhơn đến phía Đông thị xã Pleiku. Bộ chỉ huy quân địch đã mất sáng suốt. Chúng không phán đoán được mũi tiến công chủ yếu của đối phương sẽ nhằm vào mục tiêu nào, thị trấn Tân Cảnh hay thị xã Con Tum mà dù có biết thì đến giờ phút này chúng cũng chẳng nhúc nhích gì được nữa. Vì thế trận của quân giải phóng đã mở ra và cài chặt vào thế trận của chúng rồi. Chúng đành phải ở đâu nằm đó, bị động chờ đợi các đòn tiến công của quân ta sẽ ập lên đầu chúng. Trong nghệ thuật chỉ huy, lâm vào cảnh bị động và do dự không điều động, cơ động được lực lượng là một điều vô cùng thất sách. Tuy quân địch có máy bay lên thẳng, có thể cơ động bằng hạ cánh đường không, nhưng vì hai mục tiêu đều phải giữ, đều bị vây hãm, hơn nữa máy bay lên thẳng cũng không phải là vạn năng chỉ một mình nó cũng không thể giải quyết được toàn bộ vấn đề về chiến dịch và chiến thuật đã tạo ra được thế trận và thời cơ quân giải phóng liền tập trung lực lượng đột phá cụm tân cảnh và siết chặt vòng vây hãm cụm thị xã con tum quân giải phóng thực hành đột phá cụm tân cảnh từ phía đông và phía bắc mũi đột kích chủ yếu là từ phía đông bộ đội xe tăng từ tuyến xuất phát ở phía tây tân cảnh đã cơ động theo đường quân sự làm gấp vu hồi sang phía đông tham gia đột phá trong đội hình binh chủng hợp thành ở hướng đột kích chủ yếu một bộ phận nhỏ xe tăng cũng tham gia chiến đấu trong đội hình binh chủng hợp thành ở hướng bắc tân cảnh hướng đột kích chủ yếu của quân giải phóng ở hướng đông cùng với hành động vu hồi của bộ đội xe tăng của quân giải phóng sang phía đông là một sự bất ngờ hoàn toàn làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch và thế trận phòng ngự của quân địch hướng phòng ngự chủ yếu của địch là ở phía tây và tây bắc tân cảnh các đơn vị xe tăng chủ yếu của chúng đều chiếm lĩnh trận địa chiến đấu ở phía tây căn cứ tân cảnh và hướng phản kích chủ yếu của cụm xe tăng này là hướng tây và tây bắc căn cứ tân cảnh vì thế khi bộ đội xe tăng của ta xuất hiện ở phía đông căn cứ tân cảnh thì cụm xe tăng này lực lượng phản kích chủ yếu của địch đã trở thành vô đụng cho nên khi bộ binh của quân giải phóng đã bao vây căn cứ tân cảnh và khi bộ đội xe tăng giải phóng đã tiến tới quận lỵ Đắc Tô thì tên sư trưởng sư đoàn 22 Lê Đức Đạt chỉ còn cách báo cáo lên tên tư lệnh quân đoàn 2 Ngô Du, xin rút chạy. Trước tình cảnh hiểm nghèo đó, Ngô Du cũng chẳng còn phép gì lạ để cứu cho sư đoàn 22 nên đã phải chấp nhận. Nhưng khốn thay, quyết định cuối cùng không phải là do các sĩ quan và tướng lĩnh ngụy Sài Gòn. Chúng do Mỹ nuôi và Mỹ dắt cho đi đứng, nên quyết định cuối cùng vẫn phải do người Mỹ. John Polvan cố vấn trưởng quân đoàn 2, đã bác bỏ quyết định của Ngô Du và Lê Đức Đạt. Vậy tên cố vấn Mỹ hợm hính đó có phép mầu nhiệm gì để cứu sống sư đoàn 22? B-52 và F-4 đã chẳng bất lực đó rồi sao? B-52 và F-4 đã không thể nào ngăn được quân giải phóng nặng trước cuộc đột kích 2 ngày. Pháo binh quân giải phóng thực hành pháo kích vào căn cứ Đắc Tô, tân cảnh theo đúng kế hoạch. Căn cứ bị phá hủy từng phần, sinh lực địch bị tiêu hao một số hệ thống chỉ huy của địch bị sọc sạch và tinh thần quân lính địch bị sa sút nghiêm trọng. Dưới sự chi viện và yểm hộ đắc lực của pháo binh, sáng ngày 24 tháng 4 năm 1972, bộ binh và xe tăng quân giải phóng nhanh chóng đột phá thắng lợi vào sở chỉ huy sư đoàn 22 ở căn cứ Tân Cảnh. Tiếp đó, một cánh mai phục của quân giải phóng cũng đột phá thành công vào căn cứ trung đoàn 47 ở sân bay Đắc Tô 2 một phân đội xe tăng quân giải phóng từ căn cứ Tân Cảnh phát triển tiến công sang sân bay Đắc Tô 2, hiệp đồng chặt chẽ với cánh quân đang tiến công ở đó, cùng bộ binh đánh bại các đợt phản kích của xe tăng địch. Trung đoàn 47 địch đã bị cánh quân này tiêu diệt. Một chiếc xe tăng anh hùng của quân giải phóng đã đánh gục 7 xe tăng của địch ngay trên đường băng sân bay. Trải qua hơn 10 tiếng đồng hồ chiến đấu quyết liệt, quân giải phóng đã hoàn toàn tiêu diệt sư đoàn 22 thiếu, gồm sở chỉ huy sư đoàn, trung đoàn 42, trung đoàn 47, một tiểu đoàn của trung đoàn 41, tiểu đoàn dù số 9 thuộc lữ đoàn dù số 3, một trung đoàn thiết giáp và hơn hai tiểu đoàn pháo binh cùng các đại đội bảo an và cơ quan hành chính quận Đắc Tô, quận Đắc Sút Lưu Vong. Quân giải phóng bắt sống hàng nghìn tên, trong đó có tên sư Phó Vi Văn Bình cùng với cơ quan tham mưu của sư đoàn. Tên sư trưởng Lê Đức Đạt bị bắn chết. Đắc Tô, Tân Cảnh là một cụm phòng ngự lớn của địch, có tính chất một tập đoàn phòng ngự trên tuyến phòng ngự cơ bản, do một sư đoàn chiếm giữ diệt được nó một cách nhanh chóng là do quân giải phóng đã có thế trận hay có cách đánh chiến dịch hiểm và có sự tiến bộ về trình độ tác chiến hiệp đồng binh chủng quân giải phóng đã làm cho địch bị động kéo địch ra ngoài trận địa của chúng để tiêu diệt khiến lực lượng của chúng bị tiêu hao một bước lực lượng dự bị của chúng bị suy yếu trong khi đó quân giải phóng tiến hành bao vây chia cắt quân địch ra làm nhiều mảnh trên tuyến phòng ngự cơ bản của chúng và vây hãm tiêu hao các cụm phòng ngự chủ yếu thừa lúc quân địch đã bị tiêu hao, mệt mỏi, rối loạn, mê muội và bị bất ngờ, quân giải phóng liền tập trung lực lượng tiêu diệt, giải quyết từng cụm một. Thế trận ở đây là sự kết hợp giữa thế chính và thế kỳ, thế nổi và thế chìm cũng như giữa vây hãm và đột phá, giữa chính diện và vu hồi. Thế trận đó lại vận động uyển chuyển và biến hóa linh hoạt. Sau khi tiêu diệt sư đoàn 22 và giải phóng vùng Đắc Tô Tân Cảnh, quân giải phóng liền tiến xuống phía Con Tum, hiệp đồng với cánh quân đang bao vây địch ở đây cùng tiến công vào thị xã Con Tum do sư đoàn quân ngụy số 23 phòng giữ. Ở đây, tuy đã bị vây hãm nhưng địch vẫn còn dự trữ về vật chất, hơn nữa chúng lại có ưu thế về máy bay lên thẳng, do đó sức chống cự của chúng còn mạnh. Quân giải phóng tiến công tiêu diệt được một bộ phận địch ở các tuyến phòng ngự vòng ngoài, sau đó đánh và tiêu diệt một bộ phận quân địch và chiếm được một số khu vực trong thị xã. Nhưng, sau một thời gian đánh kéo dài, do những điều kiện chủ quan và khách quan không thuận lợi, cuộc tiến công đã kết thúc vào ngày 5 tháng 6 năm 1972. Tổng cộng, trong chiến dịch tiến công, quân giải phóng Tây Nguyên đã tiêu diệt 17.820 tên, bắt sống hàng nghìn tên, trong đó có 114 sĩ quan, một đại tá sư đoàn phó, ba trung tá. Số đơn vị địch bị tiêu diệt có sư đoàn 22, thiếu, gồm các trung đoàn 42, 47, một tiểu đoàn của trung đoàn 41, một tiểu đoàn du cùng bộ chỉ huy sư đoàn một trung đoàn thiết giáp hai tiểu đoàn pháo và một số đại đội pháo lẻ, nhiều đại đội bảo an. Ta đã bắn rơi và phá hủy 49 máy bay, phá 39 khẩu pháo, 56 xe tăng và xe bọc thép 140 ô tô và hàng nghìn tấn vũ khí, đạn dược, xăng dầu. Trong các thị xã Pleiku và Con Tum, quân giải phóng còn thu được hàng trăm xe cơ giới, hàng vạn viên đạn lớn, hàng ngàn khẩu súng các loại và hàng chục khẩu pháo lớn. Trên các hướng phối hợp khác, ở chiến trường đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng miền Trung Trung Bộ, cũng như vùng sau lưng địch và vùng đô thị, bộ đội chủ lực cùng với bộ đội địa phương và dân quân du kích giải phóng đều đồng loạt mở cuộc tiến công phối hợp một cách mạnh mẽ. Lực lượng vũ trang giải phóng đã kết hợp cùng với cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân quần chúng tiêu diệt và tiêu hao rộng rãi quân địch, phân tán quân địch, buộc chúng phải đối phó trên khắp chiến trường. Quân giải phóng đã tiêu diệt từng tiểu đoàn, trung đoàn địch, đánh chiếm các cứ điểm quân sự cấp tiểu đoàn trung đoàn, các quận lị, thị trấn, giải phóng từng vùng đất đai, mở ra từng mảng dân trong phạm vi từng xã, từng huyện. Các đơn vị bộ đội đặc biệt đã dũng cảm mưu trí, luồn sâu vào các căn cứ quân sự lớn của địch, vào các vùng đô thị để đánh phá các kho tàng, tiêu hủy cơ sở vật chất cùng các thiết bị quân sự, phương tiện chiến tranh của chúng, gây cho địch nhiều thiệt hại nặng nề. Ở chiến trường miền Trung Trung Bộ, quân giải phóng đã tiêu diệt các trung đoàn 40 và đánh thiệt hại nặng trung đoàn 41 thuộc sư đoàn 22 ở Bắc Bình Định. Quân giải phóng đã đánh chiếm và giải phóng hàng loạt quận lỵ, thị trấn, các căn cứ quân sự như Hoài An, Hiệp Đức, Quế Sơn, Ba Tơ, gồm hàng chục vạn dân, mở ra các vùng căn cứ rộng lớn. Quân giải phóng đã tiêu diệt trung đoàn 40 ở quận lỵ Hoài Ân. Một trung đoàn chủ lực bị tiêu diệt và một quận lỵ bị mất là một đòn choáng váng đối với toàn bộ quân địch ở vùng này trước tình hình khách quan thuận lợi đó, tuy điều kiện chủ quan còn có chỗ bị hạn chế, nhưng bộ chỉ huy chiến trường có sự phối hợp của đòn tiến công chính trị đã táo bạo nắm thời cơ mạnh dạn và nhanh chóng phát triển cuộc tiến công đánh xuống các quận lỵ bồng sơn tam quan đánh thiệt hại nặng trung đoàn 41 thuộc sư đoàn 22 và giải phóng các quận lỵ này, cuộc tiến công mạnh mẽ và liên tục của quân giải phóng tiêu diệt nhanh chóng hai trung đoàn chủ lực ngụy đã làm cho toàn bộ ngụy quân ngụy quyền ở vùng này dung chuyển dịu dã và hoang mang cao độ đòn tiến công quân sự mạnh mẽ của các lực lượng vũ trang ở bắc bình định và quảng nam quảng ngãi đã hỗ trợ đắc lực và tạo điều kiện thời cơ vô cùng thuận lợi cho quần chúng nổi dậy nhân dân ở các vùng này gồm cả một số gia đình binh sĩ ngụy vốn có kinh nghiệm có trình độ đấu tranh chính trị và quyết tâm cao đã cùng với các lực lượng vũ trang cơ sở tại chỗ đồng loạt và dâm rộ nổi dậy nhân dân đã diệt làm tan rã bước hàng bức rút các đơn vị bảo an dân vệ, các đồn bốt nhỏ, diệt và làm tan rã các cơ quan, hệ thống kìm kẹp thống trị của địch ở các xã, ấp. Nhân dân cũng đã thúc đẩy các cuộc bình biến, khởi nghĩa, phản chiến và phối hợp cùng với bộ đội truy lùng quân địch, thu dọn chiến trường. Kết quả ở chiến trường đồng bằng miền Trung Trung Bộ, quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 11 vạn tên địch, tiêu diệt hai trung đoàn, 26 tiểu đoàn và 198 đại đội bộ binh một trung đoàn thiết giáp, một tiểu đoàn pháo đánh thiệt hại nặng một sư đoàn và hai trung đoàn bộ binh giai đoạn đầu của cuộc tiến công chiến lược của quân giải phóng đã giành được thắng lợi to lớn trên toàn chiến trường miền nam nhiều vùng đất đai rộng lớn gồm cả một số quận lỵ thị trấn thị xã đã được giải phóng sau khi bị những đòn tiến công bất ngờ choáng váng và bị thất bại nặng nề đế quốc mỹ liến vội vã tăng cường chi viện hỏa lực không quân và hải quân cho quân ngụy và giao cho lục quân mỹ nhiệm vụ phòng giữ các thành phố lớn để quân Ngụy tập trung vào chiến đấu ở vòng ngoài. Được quân Mỹ tăng cường chi viện hỏa lực và giữ cho đằng sau lưng, quân Ngụy liền tập trung lực lượng tiến hành phản kích hòng chiếm lại các vùng đã mất. Với sự cố gắng lớn và đành chịu tiêu hao nặng nề về sinh lực, quân Ngụy đã chiếm lại được thị xã Quảng Trị, quận Lị Quế Sơn, Tiên Phước, Tam Quan, Bồng Sơn. Ở các hướng khác, cuộc phản kích của địch đã bị đánh bại. Ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, thị xã An Lộc vẫn bị vây hãm, Đường số 13 vẫn bị cắt đứt hoàn toàn. Ở chiến trường Tây Nguyên, quân địch bị mất thêm một số vị trí và một số địa bàn. Chúng bị mất thêm một đoạn đường 19 kéo dài từ cứ điểm Đức Cơ đến làng Dịt, gần quận Lị Thanh An. Sau chiến cục xuân hè, cuộc chiến đấu giữa ta và địch vẫn diễn ra liên tục và quyết liệt, song đến cuối năm 1972, hình thái hai bên vẫn như cũ. Quân địch đành chịu mất một số vùng đất đai, do đó ta đã mở rộng được nhiều vùng căn cứ, vùng giải phóng. Nhiều vùng giải phóng đã được nối liền, hình thành những vùng căn cứ rộng lớn, vững chắc và liên hoàn. Để cứu vãn tình hình nguy ngập của quân Ngụy ở miền Nam, tháng 3 năm 1972, Đế quốc Mỹ đã liều lĩnh mở lại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân vào miền Bắc nước ta. Khác với cuộc chiến tranh phá hoại thời Johnson, trong cuộc chiến tranh phá hoại lần này, Nixon đã tăng cường độ phá hoại lên một mức rất cao. Ngoài các loại máy bay được sử dụng trong lần trước đã được cải tiến, các loại bom đạn có sức công phá và độ chính xác cao hơn. Đế quốc Mỹ còn dùng thêm một số loại máy bay mới như loại F-111 cánh xòe, cánh cục. Đặc biệt dã man là đã dùng máy bay chiến lược B-52 để ném bom giải thảm xuống thủ đô Hà Nội và một số thành phố đông dân khác. Đi đôi với thủ đoạn dùng không quân ném bom ảo ạt, liên tục, đế quốc Mỹ còn dùng hạm đội bảy thả mìn ở bờ biển và phong tỏa miền Bắc nước ta. Chúng đã không từ một hành động tàn ác dã man nào nghĩa là đạt được mục đích phá hoại các cơ sở kinh tế trong nước cũng như cắt đứt mọi sự vận chuyển từ nước ngoài vào khiến cho miền bắc nước ta bị bóc nghẹt không đủ sức và không đủ ý chí tiếp tục duy trì cuộc chiến đấu ác liệt cuối cùng buộc phải khuất phục trước sức mạnh cuồng bạo của chúng rõ ràng đây là một cuộc đọ sức đọ hỏa lực đặc biệt là đọ thần kinh và đọ tài trí quyết liệt nhất điển hình nhất ai thắng ai sẽ được giải quyết ở cuộc đọ sức nảy lửa này một nước chưa có nền công nghiệp tiên tiến liệu có thể chịu đựng được một cuộc đọ sức về hỏa lực và kỹ thuật với một nước công nghiệp phát triển vào bậc nhất thế giới, một siêu cường quốc không? Thực tế đã trả lời, người thắng oanh liệt trong cuộc đọ sức lịch sử này là chúng ta chứ không phải là đế quốc Mỹ. Với truyền thống anh hùng của hai bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, với khí thế ngút trời của Thăng Long, Đông Đô Hà Nội, với sức sống mãnh liệt của chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo sáng suốt của một đảng Marxist Leninist chân chính, với sự giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình của phe xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ thế giới, nhân dân Việt Nam đã đứng vững và đã thắng. Trong 9 tháng, từ tháng 4 năm 1972 đến tháng 12 năm 1972, Đế quốc Mỹ đã dùng 2.575 lần chiếc máy bay gồm 2.100 lần chiếc máy bay chiến thuật 31 lần trước F-111 và 444 lần trước B-52 để đánh phá miền Bắc nước ta. Thế nhưng, tổng cộng trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai này, chúng đã bị bắn dụng đến 753 chiếc, trong đó có 62 máy bay B-52, 10 máy bay F-111 số khác là các loại máy bay F-4, F-105A-7, A-6. Đặc biệt suốt trong 12 ngày đêm từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, đế quốc Mỹ đã dùng tới 444 lần chiếc máy bay B-52, 31 lần chiếc máy bay F-111 và 1004 lần chiếc máy bay chiến đấu phản lực khác để đánh vào Hà Nội và một số thành phố khác. Có ngày chúng đã đùng 87 máy bay B-52, 17 máy bay F-111 và 100 máy bay chiến đấu phản lực khác để đánh vào thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngoài những máy bay trực tiếp đánh mục tiêu, chúng còn đùng một số lượng máy bay tương đối lớn để bảo vệ, yểm hộ, trinh sát, gây nhiễu, tiếp dầu và đánh chặn máy bay ta. Để bảo đảm cho một số lượng lớn máy bay tham chiến, chúng đã phải sử dụng hàng chục căn cứ không quân trên các quốc gia khác nhau: Thái Lan, đảo Guam, Okinawa, Nam Việt Nam và các tàu sân bay ở hạm đội 7. Cuộc chiến đấu giữa máy bay Mỹ với quân dân ta ở thủ đô Hà Nội là một trận quyết chiến có ý nghĩa chiến lược về không đối đất và đất đối không. Trong trận quyết chiến này, Đế quốc Mỹ đã dùng máy bay B52 làm con chủ bài làm lực lượng tác chiến chủ yếu, giữ vai trò quyết định về phía quân dân Việt Nam. Chúng ta cũng tập trung lực lượng, phương tiện để đánh quỵ con chủ bài đó của đế quốc Mỹ. Chúng ta đã thực hiện được đánh tiêu diệt chiến dịch về các mặt, lực lượng chủ yếu, thủ đoạn chủ yếu, do đó đã đánh bại được âm mưu, ý đồ cũng như toàn bộ chiến dịch tập kích đường không bằng không quân chiến lược của chúng. Chỉ trong 12 ngày, quân dân thủ đô Hà Nội đã bắn rơi 81 máy bay gồm 34 B-52, 5 f 111 f 4 12A74A6, 1F1052G5C, 1 lên thẳng, một không người lái và bắt sống nhiều giặc lái. Số máy bay B-52 bị bắn rơi nhanh và nhiều như thế đã làm cho một ký giả Mỹ phải thốt lên rằng, cứ tốc độ này thì chỉ trong vài ba tháng nữa, tức là đến tháng 2 hoặc tháng 3 năm 1973, thì lực lượng máy bay B-52 của Mỹ ở chiến trường Thái Bình Dương sẽ hết sạch, và số đại tá, trung tá, thiếu tá, phi công Mỹ và chạy tù binh cứ mỗi ngày một tăng như thế thì ngay nước Mỹ cũng không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, đế quốc Mỹ không còn cách nào khác hơn là đành chịu thua trong trận điện biên phủ trên không vĩ đại này. Cuộc chiến đấu ở trên cả hai miền Nam Bắc nước ta trong năm 1972 là một cuộc chiến đấu lớn nhất, quyết liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta. Nó là sự kế tục và phát triển của các giai đoạn trước của cuộc tổng tập kích chiến lược năm 1968, cuộc chiến đấu lớn trong năm 1971, Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam phát triển theo đúng quy luật của chiến tranh cách mạng, chiến tranh chống xâm lược là phát triển từ đánh nhỏ đến đánh lớn, từ giải phóng vùng rừng núi, nông thôn trước rồi đến giải phóng thị trấn, thị xã sau, từ kết hợp đánh du kích với đánh vận động, rồi tiến lên kết hợp đánh du kích, đánh vận động với đánh trận địa, có phản công, có phòng ngự và có tiến công. Ngoài quy luật chung đó ra thì cũng còn có một số quy luật đặc thù Cuộc tiến công năm 1972 là giai đoạn phát triển cao của chiến tranh, giai đoạn đánh tiêu diệt lớn, giai đoạn giải phóng đất đai, giải phóng nhân dân, giải phóng thị trấn, thị xã. Muốn làm được nhiệm vụ đó thì phải tập trung lực lượng lớn, tác chiến hiệp đồng binh chủng với các binh khí kỹ thuật hiện đại và tác chiến có thành phần trận địa chiến. Bước đi cuối của chiến tranh là đánh tiêu diệt lớn, tiêu diệt về chiến dịch và chiến lược, tiêu diệt các tập đoàn lớn, các tập đoàn chủ yếu của địch ở ngay trên tuyến phòng ngự cơ bản của chúng giải phóng đất đai, giải phóng nhân dân, giải phóng các thị trấn, thị xã. Có như thế mới giải quyết được chiến tranh. Cuộc tiến công năm 1972 của quân giải phóng đã đi vào giai đoạn này. Điều quan trọng là trình độ tác chiến của bộ đội đã được nâng cao. Quân giải phóng đã có trình độ tác chiến hiệp đồng binh chủng với quy mô lớn, tác chiến có thành phần chiến đấu trận địa, có thể tiêu diệt từng trung đoàn, sư đoàn địch trong công sự vững chắc, phá vỡ từng cụm phòng ngự, từng tập đoàn phòng ngự của địch. Một điều rất đáng nghiên cứu là quân giải phóng đã tác chiến theo phương thức này trong điều kiện không có một chiếc máy bay, mà quân địch thì lại có một lực lượng máy bay rất lớn mạnh. Địch đã dùng đến cả không quân chiến lược B-52, con chủ bài chúng chưa từng đem dùng ở một nơi nào khác. Thế nhưng rốt cuộc, con chủ bài đó của quân Mỹ cũng chỉ gây thêm cho ta một số khó khăn chứ không thể nào ngăn chặn được những đòn tiến công mãnh liệt của quân ta. Đánh lớn hiệp đồng binh chủng là một tất yếu khách quan của chiến tranh, là một quy luật vận động và phát triển của chiến tranh đánh lớn hiệp đồng binh chủng kết hợp giữa đánh vận động với đánh trận địa là phương thức tác chiến cao nhất là giai đoạn phát triển cao nhất của chiến tranh muốn quy luật và phương thức đó phát huy được tác dụng thì phải có nghệ thuật đánh một quân địch có cơ sở vật chất có binh khí kỹ thuật có hỏa lực mạnh hơn mình gấp bội thì nghệ thuật lại càng phải cao quân giải phóng đã có nghệ thuật chiến tranh cao giỏi hơn quân địch nên mới chiến thắng được quân địch nghệ thuật của ta là nghệ thuật của chiến tranh cách mạng nghệ thuật của sự kết hợp giữa chiến tranh và khởi nghĩa nghệ thuật của sự kết hợp giữa quân sự và chính trị giữa ba thứ quân giữa ba vùng chiến lược giữa tác chiến du kích và tác chiến chính quy giữa đánh lớn và đánh nhỏ giữa đánh ở trước mặt và đánh ở sau lưng địch nghệ thuật chiến dịch của ta là nghệ thuật về cách đánh về thế trận nghệ thuật về đột phá và bao vây vu hồi nghệ thuật về thời cơ và nghệ thuật về các trận then chốt tạo thành một nghệ thuật tổng hợp là nghệ thuật quyết chiến Nghệ thuật chiến dịch của ta là sự tổng hợp trong vận động biện chứng của các thành phần cơ bản hình thành chiến dịch. Đó là sự tổng hợp và vận động của lực và hình, của pháp và kế, cũng như của thế và. Nghệ thuật chiến tranh của ta còn có điểm hay nữa là lấy ngay súng đạn, xe, pháo, máy vô tuyến điện của địch để đánh lại địch. Trong năm 1972, quân giải phóng đã lấy pháo 105, 155, 175, xe tăng M41 xe bọc thép M113 của Mỹ để diệt quân Ngụy lấy miền chống tăng của Mỹ để diệt xe tăng M41, M48 của Mỹ trang bị cho quân Ngụy và sử dụng hàng trăm xe ô tô của Mỹ để vận chuyển tiếp tế. Các chiến sĩ du kích phụ nữ ở vùng đồng bằng và miền núi đã sử dụng những loại súng trường tối tân nhất thế giới. Họ đã được trang bị bằng loại súng AK. Họ cũng lại cướp được súng M16 của Mỹ để bắn vào đầu Mỹ, Ngụy. Có thể nói, quân Mỹ không những chỉ cung cấp vũ khí khí tài, phương tiện cho quân ngụy mà còn cung cấp cho cả quân giải phóng thông qua một đội lính vận tải mẫn cá là quân ngụy. Năm 1972 là năm quân Mỹ bị thất bại nặng nhất, lớn nhất kể từ lúc chúng bắt đầu gây chiến cho đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên các tuyến phòng ngự cơ bản, các tập đoàn phòng ngự lớn của địch bị tiêu diệt và bị đánh chiếm. Tổng cộng, trong năm 1972, trên toàn miền Nam quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 48 vạn tên, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 10 sư đoàn, 35 trung đoàn bộ binh và chiến đoàn 17 trung đoàn thiết giáp, 14 tiểu đoàn pháo binh bắn rơi và phá hủy 3.340 máy bay, 3.047 xe tăng và xe bọc thép, 11.652 xe ô tô, 1.822 khẩu pháo, 686 tàu chiến, phá hủy 354 cầu cống, 1.070 kho lớn nhỏ với 110 vạn tấn bom đạn, nhiên liệu, vật chất của địch ta đã tiêu diệt và bức rút 37 quận lỵ chi khu, 2.428 đồn bốt, 10 căn cứ cấp trung đoàn và sư đoàn địch, giải phóng 7.800 ấp trong số 15.000 ấp chiến lược khỏi ách kim kẹp của địch. Do bị tiến công trên khắp chiến trường nên lực lượng của địch bị phần tán, cong mỏng ra khắp nơi, lực lượng dự bị chiến lược bị điều động như đèn củ, chạy ngược chạy xuôi. Cũng bởi lẽ đó nên trên mọi mặt trận chúng đều bị thất bại nặng nề. Tóm lại, Thất bại của Đế quốc Mỹ trên cả hai miền Nam Bắc năm 1972 là một thất bại chiến lược. Đối với Đế quốc Mỹ, đó là dấu hiệu của thất vọng, là tiếng chuông báo hiệu sự cuốn gói của chúng. Do thắng lợi của quân dân Việt Nam trên cả hai miền trong cuộc kháng chiến lâu dài, nhất là do thắng lợi to lớn trong năm 1972 mà Hiệp định Paris đã được ký kết, chấm dứt sự dính líu trực tiếp của Đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới ở Việt Nam đội quân viễn chinh Mỹ đã phải rút ra khỏi đất nước ta. Quân dân Việt Nam đã đánh cho Mỹ cút vào đầu năm 1973. Đó chính là bước thắng lợi thứ nhất, đồng thời cũng là điều kiện tất yếu để hai năm sau, mùa xuân 1975, tiếp tục đánh cho Ngụy Nhào, giành thắng lợi hoàn toàn cho dân tộc sau hơn 30 năm liên tục tiến hành.